Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quica Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong một giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 8 của bộ truyện Đại Thiên Kim Báo Thù, Cô Vợ Yêu Từ Bé của Tần Tổng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 8. Diễm Tinh bắn súng đến gần trưa mới dừng. Cô lấy khăn chấm mồ hôi đang chảy dọc theo khuôn mặt của mình. Dù hiện tại đang mùa đông, nhưng khi tập trung vào việc bắn súng này, cô lại có cảm giác hơi nóng. Bình thường cô biết như vậy nên khi tập bắn súng đều cởi bớt áo khoác ngoài ra. Nhưng hôm nay có Tần Phong ở đây, lại nhớ đến những lời nói sáng ngày hôm nay, cô không tiện cởi áo khoác. Nhìn sang bên này, thấy Tần Phong không để ý, Diễm Tinh lén kéo khóa áo khoác xuống một chút. Tần Phong ngồi một bên vừa xem Diễm Tinh bắn súng vừa làm việc. Thấy cô đã dừng bắn, hắn mới ngẩng đầu lên. Vừa lúc nhìn thấy hành động này của cô, yết hầu hắn hơi chuyển động. Da cô vốn trắng, hiện tại vì nóng khuôn mặt ửng hồng, đôi môi đỏ mọng khẽ hé. Tay nhỏ nâng lên lau những giọt mồ hôi trên mặt. Lúc này Tần Phong nhìn vào, khiến cả người hắn nóng lên. Tập xong rồi. Tần Phong ho nhẹ một tiếng, giọng nói còn có chút khàn khàn. Vâng, Diễm Tinh gật đầu. Tập xong rồi vào nhà thôi, ở ngoài này dễ bị lạnh. Hắn đứng dậy đi đến cạnh Diễm Tinh, cầm lấy cái khăn màu trắng từ tay cô để xuống bàn, cũng thuận tay kéo lại khóa áo khoác cho cô. Diễm Tinh mặt vừa bình thường bị hành động này của hắn làm cho lại ửng hồng lên một chút. Cô lùi ra đằng sau cười nói, em tự làm được, chúng ta vào thôi. Nói xong cô tự kéo lại khóa sau đó bước đi. Thấy hành động né tránh này của cô, đáy mắt hắn xẹt qua một tia lạnh lẽo. Đi thôi Phong ca ca. Diễm Tinh thấy Tần Phong đứng bất động, cô quay lại cười nói. Tần Phong nhìn cô cuối cùng cũng đi theo. Diễm Tinh và Tần Phong vào nhà sau đó ăn trưa. Ngồi trên bàn ăn, Diễm Tinh cảm giác áp suất trong không khí có chút thấp. Cô nặn ra một nụ cười, tìm đề tài để nói. Phong ca ca, hôm nay em tập có ổn không? Không tồi. Tần Phong ngẩng đầu lên nhìn cô, không biểu cảm. Diễm Tinh cười nhẹ, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. A Tinh, Tần Phong nhìn cô trầm giọng gọi. Dạ. Diễm Tinh đáp một tiếng. Hôm nay em giống như là đang trốn tránh tôi. Đôi mắt Tần Phong lúc này hiện lên chút lửa giận, nhưng gương mặt hắn vẫn như bình thường. Trong lòng Diễm Tinh rơi lộp bộp, Tần Phong quá nhạy cảm, hắn nhìn thấu hết tâm tư của cô. Đâu có đâu. Diễm Tinh dài giọng, che giấu chút sợ hãi trong lòng. Thật không? Tần Phong nhíu mi nhìn cô. Thật mà. Diễm Tinh gật đầu khẳng định. Vậy đến đây. Nghe cô nói vậy, mày Tần Phong nhướng lên, chỉ vị trí bên cạnh mình nhìn Diễm Tinh nói. Diễm Tinh ngẩn người, đây là đang có ý gì? Trong lòng cô dâng lên cảm giác phòng bị. Cô cười gượng nói. Em còn đang ăn dở mà. Cô vừa dứt lời, Tần Phong đã hướng đến nhà bếp gọi người. Chỉ trong mấy giây, một người giúp việc từ phòng bếp đi ra, cúi thấp đầu nói. Thiếu gia, tiểu thư, có gì căn dặn ạ? Từ nay về sau, chuyển bát đĩa của cô ấy đến vị trí này. Bây giờ làm luôn đi. Hắn nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt cô, ý nói, còn không mau lại đây ngồi. Diễm Tinh biết có cự tuyệt cũng không được, cô đứng dậy, chậm rãi đi đến vị trí bên cạnh hắn ngồi xuống. Bộ bát đũa của cô cũng được chuyển ngay ngắn đến đây. Diễm Tinh vừa ngồi xuống, đã có một bàn tay chế trụ sau eo cô. Cả người bị Tần Phong kéo đến cạnh hắn, bốn mắt nhìn nhau. Cô nhìn thấy trong đôi mắt sắc bén đó có sự bá đạo trước nay chưa từng thấy. Tần Phong cong môi nhìn người con gái trong ngực mình nói. Tốt nhất là em đừng trốn tránh tôi. Trong lòng của Diễm Tinh run lên, cất giọng nhẹ nhẹ. Sẽ không. Ăn cơm đi. Nghe Diễm Tinh nói như vậy, Tần Phong mới buông tay khỏi eo cô, để cô ngồi thẳng dậy tiếp tục ăn cơm. Bản thân hắn thì nhìn chằm chằm cô, nhưng lúc này Diễm Tinh nuốt sao nổi nữa, bị hắn nhìn đến cả tóc gáy cũng dựng lên. Ăn qua loa thêm mấy miếng, cô buông đũa, cười tự nhiên nhất có thể nói. Em ăn xong rồi, em ra ngoài trước. Nói xong chưa đợi hắn đồng ý, cô đã đi nhanh ra bên ngoài, giống như là đằng sau cô là yêu ma quỷ quái sắp tìm đến. Tần Phong nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của cô, chút sau mới tiếp tục ăn đồ ăn của mình. Buổi chiều hôm đó, Diễm Tinh tiếp tục luyện tập.
Nhưng may mắn rằng Tần Phong có việc nên hắn ở trên thư phòng. Không có hắn ở đây khiến cô thoải mái hơn không ít. Diễm Tinh tập bắn đến lúc trời sẩm tối mới dừng. Cô buông súng xuống, xoay xoay cổ tay có chút mỏi của mình, rồi quay người bước đi vào trong nhà. Nhìn một vòng, không thấy Tần Phong đâu, hình như công việc của hắn vẫn chưa xong. Diễm Tinh hơi do dự nhìn lên tầng. Cô có nên lên chào hắn một tiếng rồi về không nhỉ? Nghĩ một chút, cuối cùng Diễm Tinh xoay người vào phòng ăn. Thấy dì Trần đang dọn dẹp trong đó, cô lên tiếng. Dì Trần, A Tinh luyện tập xong rồi sao? Có muốn uống nước ép không? Dì Trần nghe tiếng gọi từ đằng sau, liền dừng lại động tác trong tay cười hỏi. Dạ không ạ, cháu còn có chút việc nên muốn về nhà. Phong ca ca còn đang làm việc ở trên thư phòng ạ. Diễm Tinh lắc lắc đầu cười nói. Đúng vậy, hình như là chuyện quan trọng, đến giờ dì vẫn chưa thấy nó đi ra. Dì Trần nhìn lên tầng gật đầu. Vậy cháu về trước đây ạ, cháu cũng không muốn làm phiền anh ấy. Chốc nữa dì giúp cháu nói với Phong ca ca một tiếng gì nhá. Diễm Tinh tươi cười nói, nghe thấy hắn vẫn còn làm việc, Diễm Tinh cảm thấy thật may mắn không phải đối diện với hắn nữa. Được, để dì gọi người đưa cháu về. Dì Trần cũng không nghĩ gì nhiều, định cầm điện thoại lên gọi người, nhưng Diễm Tinh đã cản lại. Không cần đâu ạ, cháu gọi người rồi ạ. Vậy cháu về trước đây, tạm biệt dì. Diễm Tinh vẫy vẫy tay đi ra cửa. Dì Trần cũng vẫy tay với cô. Đến khi cửa đóng lại, dì Trần mới tiếp tục công việc còn giờ lúc nãy. Khoảng 30 phút sau, Tần Phong từ trên tầng đi xuống, đằng sau hắn còn có David và Jackson. Tần Phong quét mắt một vòng quanh phòng khách, không thấy bóng dáng của Diễm Tinh đâu. Lại nhìn dì Trần từ phòng ăn đi ra, hắn hỏi. A Tinh đâu rồi dì? A Tinh nói con bé còn có việc nên về trước. Lúc nãy A Tinh thấy con làm việc nên không lên phòng chào con nữa. Con bé nhờ dì truyền lời lại là con bé về trước. Tần Phong càng nghe ánh mắt ngày càng âm u. Cô gái của hắn càng ngày càng không nghe lời. Ngày trước nếu không thấy hắn sẽ ngồi đợi hắn ở dưới nhà, hoặc không thì ở trên phòng của cô. Kể cả cô có tự về cũng sẽ nói trước với hắn một câu, chưa bao giờ lại nói thông qua người khác như thế này. Jackson đằng sau nhận ra tâm tình của Tần Phong đang không tốt, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, chân không tự giác muốn lùi về sau một chút. Anh đi theo thiếu gia đã lâu nên biết được lúc này thiếu gia đang tức giận. Anh không muốn tiến lên để rồi hy sinh đâu. Khác với bầu không khí âm u bên trường viên, phía của bên Diễm Tinh thì lại rất tốt. Vi Hân đến đón cô rồi đưa cô về biệt thự Triệu gia. Vi Vân là một cô gái có gương mặt dễ gây thiện cảm. Các đường nét trên mặt rất thanh tú, lại mang nét dịu dàng đúng chất của người con gái ngày xưa. Tiểu thư, mọi chuyện vẫn đang diễn ra suôn sẻ ạ. Vi Hân nhẹ giọng nói. Được, bên xưởng của chúng ta vẫn ổn chứ? Diễm Tinh hỏi. Vâng ạ, vẫn ổn. Nhưng những người có tâm tư khác mấy ngày hôm nay bắt đầu ngóc cổ lên rồi. Họ ở trong xưởng lôi kéo nhân viên. Tiểu thư có cần tôi xử lý họ không ạ? Không cần đâu, cứ để cho họ lôi kéo. Chúng ta coi như không biết gì cả. Ai muốn đi thì đi, ai muốn ở thì ở. Về sau những người nào chấp thuận ở lại Ellie giai đoạn này đều cho họ vào nhóm chính thức. Nhóm chính thức của chúng ta sẽ không bị phát hiện chứ? Dạ không ạ, không một ai nhận ra cả. Mọi người vẫn đang tập trung làm công việc của mình ạ. Vi Hân cẩn thận nghĩ lại rồi nói. Vậy là tốt. Mấy hôm nay chị luyện tập ổn không? Diễm Tinh gật đầu nói. Dạ, chị Vân nói đã tiến bộ hơn nhiều. Tôi có mang mấy bản vẽ ở đây để tiểu thư đánh giá. Vi Hân nghe cô nói vậy, cười tươi nói. Được, chốc nữa em liền xem. Hai người câu được câu không nói chuyện, chẳng mấy chốc đã về đến biệt thự Triệu gia. Vi Hân không quen thuộc với nơi này như Vi Vân và Tiểu Mỹ. Đến biệt thự lớn như vậy, trong lòng cô có đôi chút căng thẳng. Cô tiếp xúc với tiểu thư cũng chỉ là ở bên ngoài, rất ít khi theo tiểu thư về nhà như chị gái mình hoặc Tiểu Mỹ. Diễm Tinh nhìn được Vi Hân đang căng thẳng, cô mỉm cười nói. Chị đừng căng thẳng, không sao đâu. Ở biệt thự này không có nhiều quy tắc như những gia tộc lớn khác. Vâng, Vi Hân nhẹ giọng trả lời, sau đó theo bước Diễm Tinh đi vào trong nhà. Lúc này ở phòng khách mẹ của Diễm Tinh đang ngồi đọc tạp chí. Nhìn thấy con gái về, bà liền bỏ quyển tạp chí xuống cười. A Tinh về rồi đó à? Vâng, Diễm Tinh nhìn mẹ mình nói, sau đó cô quay sang Vi Hân giới thiệu.
Chị ấy tên là Vi Hân, là bạn của con, cũng là người làm việc cùng với con. Chị ấy đến nhà mình ở mấy hôm mẹ nhé. Ngô Gia Ý theo phản xạ liền quan sát một lượt Vi Hân. Bà có thói quen này từ khi biết Triệu Đức Hải ngầm giở trò sau lưng muốn hãm hại Diễm Tinh. Cho nên với bất kỳ ai tiếp cận Diễm Tinh, bà cũng mang sự cảnh giác nhất định. Ngay cả Tiểu Mỹ là 2 năm gần đây mới thuyết phục được bà hoàn toàn tin tưởng. Chào cháu, tôi là mẹ của A Tinh, cứ gọi tôi là cô Triệu là được rồi. Ngô Gia Ý cười lịch sự đáp. Vâng ạ, Vi Hân cười nhẹ đáp, mắt cũng không nhìn ngang ngó dọc. Cháu ngồi đi, đã là khách của A Tinh thì cũng là khách của nhà tôi. Ngô Gia Ý nói, sau đó hai anh sai người đem điểm tâm cùng trà lên. Vi Hân nhìn Diễm Tinh một cái, thấy cô cười gật đầu mới ngồi xuống ghế. Cháu cảm ơn ạ, mấy ngày này làm phiền gia đình, cháu ngại quá. Không có gì đâu, gia đình chúng tôi rất hiếu khách. Huống hồ lâu lâu A Tinh mới dẫn bạn về chơi, nên cháu cứ tự nhiên nhé. Ngô Gia Ý thân thiện cười. Dạ, Vi Hân thấy có chút thoải mái hơn nên gật đầu. Ngô Gia Ý quan sát cô gái trước mắt cảm thấy có chút vừa ý. Ít nhất hiện tại trong mắt cô gái này không hề chứa những ý nghĩ nào khác. Bà cười hỏi. Cháu hiện tại đang làm công việc gì? Dạ, cháu là nhà thiết kế, đang làm ở chỗ của tiểu thư ạ. Vi Hân nhẹ nói. Nghe vậy, Ngô Gia Ý đưa mắt nhìn con gái mình với ý không hiểu. Nhà thiết kế lại là chỗ của A Tinh. Diễm Tinh nhìn ánh mắt của mẹ mình cười cười không đáp lời. Chỗ của A Tinh sao? Dạ vâng. Vi Hân thấy phản ứng này của bà liền có chút ngạc nhiên. Đây không phải là bà ấy không biết chuyện của Ellie đấy chứ? Cô quay sang nhìn Diễm Tinh, ý tứ trong mắt rõ ràng. Tiểu thư, có phải tôi đã nói sai gì rồi không? Diễm Tinh bật cười nhìn cô ấy, khẽ gật đầu. Nhìn Diễm Tinh ra hiệu như vậy, Vi Hân ngay lập tức hiểu ý. Cô quay sang Ngô Gia Ý, trịnh trọng nói. Dạ, cháu là nhà thiết kế của thời trang Ellie ạ. Ngô Gia Ý bị thông tin mới này làm cho không kịp phản ứng. Bà ngây ra nhìn Diễm Tinh, giống như muốn một lời xác nhận từ cô. Diễm Tinh nhìn mẹ gật đầu nói. Vâng ạ, Ellie là thương hiệu thời trang do con sáng lập. Con muốn thử sức xem nếu như con tự kinh doanh thì kết quả sẽ như thế nào. Hiện tại có chút thành quả, cho nên mới dám về báo với cha mẹ. Ngô Gia Ý sau khi xác nhận xong thông tin mới hoàn hồn, bà nhìn Diễm Tinh đến không chớp mắt, sau đó khóe mắt mới hồng hồng nói. Không ngờ con lại là người sáng lập ra Ellie, con gái của mẹ thật giỏi. Vậy mà lại không nói gì với cha mẹ cả. Ellie sáng lập cách đây cũng hơn 2 năm, lúc đó con mới chỉ là một cô bé mà thôi. A Tinh là con gái của cha mẹ, sao có thể để cho cha mẹ thất vọng về con được. Diễm Tinh cười một tiếng đứng dậy, đi vòng qua bên kia ôm lấy mẹ mình. Đúng vậy, A Tinh nhà chúng ta là giỏi nhất. Trong mắt của Ngô Gia Ý bây giờ là niềm tự hào không thể kể hết được. Bà không ngờ có một ngày con gái lại đem đến cho bà bất ngờ này. Cháu đi theo A Tinh từ lúc con bé mới thành lập Ellie sao? Ngô Gia Ý nhìn Vi Hân, nghi ngờ trong mắt vơi đi không ít. Dạ không ạ, cháu cùng chị cháu đi theo tiểu thư đã gần được 5 năm rồi ạ. Vi Hân đáp lại, nếu tiểu thư đã muốn nói, vậy chắc chắn sẽ không giấu mấy chuyện này. Gần 5 năm rồi sao? Ngô Gia Ý không ngờ lại sớm như vậy, con gái bà lúc đó mới khoảng 14 tuổi. Chuyện này con sẽ từ từ kể cho mẹ nghe. Vi Hân là em gái của Vi Vân, chị ấy bên phe chúng ta. Chỉ một câu nói của Diệm Tinh đã đánh tan hơn phân nửa nghi ngờ trong lòng Ngô Gia Ý. Bà biết Vi Vân, cô ấy là nhà thiết kế của Triệu Thị. Sau này cô ấy vướng phải lùm xùm đánh mất ý tưởng rồi được minh oan. A Tinh liền muốn đem cô ấy đi, sau đó cô ấy về Hạo Tinh làm việc. Nhưng chỉ 1 năm sau, cô ấy liền nghỉ việc, không rõ là đi đâu. Khi đó bà còn thầm mắng người đó một trận, con gái bà cho cơ hội lại còn muốn bỏ chạy. Uổng công A Tinh tin tưởng cùng chiếu cố. Sau đó A Tinh mới giải thích với bà rằng mục đích của cô không phải để cô ấy ở Hạo Tinh. Cô ấy là nhà thiết kế, ở Hạo Tinh không thể phát huy, nên A Tinh để cô ấy ra bên ngoài học hỏi. Nhưng bây giờ bà mới biết Vi Vân lại làm việc ở Ellie, đi theo con bé từ lúc con bé mới 14 tuổi đến bây giờ, cũng không phải là người có thể dễ dàng phản bội. Lại nhìn ánh mắt kiên định kia của con mình, bà bất giác tin tưởng, mắt nhìn của con gái bà rất tốt. Vậy là ánh mắt của Ngô Gia Ý khi nhìn Vi Vân cũng hiền hòa hơn, giọng nói cũng không quá khách khí như lúc đầu. Nói chuyện được một lúc thì cha Triệu cùng Hạo Hiên và Tuấn Khải cũng về.
Triệu Chính cũng bất ngờ trước thông tin này. Ông quay sang hai đứa con trai của mình, thấy cả hai đều là bộ dáng không biểu cảm, liền hiểu. Hai đứa biết em gái thành lập Ellie đúng không? Hạo Hiên gật đầu không thể phủ nhận. Vâng, biết từ 2 năm trước. Tuấn Khải cũng gật đầu cùng với anh trai. Hai đứa vậy mà lại không nói gì với cha, lại giấu cha đến tận giờ này. Có phải muốn làm cho cha tức chết không hả? Em gái không muốn nói, bọn con cũng đành bất lực thôi. Tuấn Khải nhún vai. Hai đứa, hai đứa. Triệu Chính trợn mắt nhìn hai người con trai quý hóa của mình nói không thành lời. Cha, chuyện này không thể trách bọn con. Cha không nỡ mắng A Tinh, lại quay sang mắng bọn con sao? Bị con trai cả nói cho cứng họng, Triệu Chính quay đầu hừ lạnh một hơi. Đúng là ông không nỡ mắng con gái bảo bối nên mới đổ lên đầu hai thằng con trai. Cha, cha đừng trách hai anh. Là con xin hai anh đừng nói cho cha mẹ vội đó. Huống hồ hai anh giúp con nhiều lắm nha. Diễm Tinh lay lay cha mình làm nũng nói. Thôi được rồi, cha không trách hai đứa nó nữa. Niệm tình hai đứa nó cũng biết được con muốn làm gì, có thể giúp đỡ con. Con còn chưa kịp giúp, A Tinh đã giải quyết xong rồi. Hạo Hiên lên tiếng. Diễm Tinh quay sang chừng anh trai mình một cái. Anh cả đúng là sợ thiên hạ không đủ loạn, nói như cô khủng bố lắm như vậy. Sau khi bữa tối xong xuôi, Diễm Tinh lò dò lên phòng anh cả. Anh cả cô sắp tới sẽ chuyển ra ngoài, không ở biệt thự Triệu gia nữa. Đối với vấn đề cha mẹ cô cũng không nói gì, dù sao anh cả sắp đến tuổi lấy vợ cũng muốn có không gian riêng. Diễm Tinh gõ cửa, bên trong một giọng nói lười biếng truyền ra. Em vào đi. Anh cả. Diễm Tinh cười hì hì mở cửa ra. Hạo Hiên nhích môi. Ngoài em làm gì còn ai gõ cửa phòng anh giờ này? Còn bày đặt gõ cửa làm cái gì? Để thông báo ạ. Diễm Tinh ngồi xuống cười. Nói đi. Tiểu quỷ nhà em lại có chuyện gì? Hạo Hiên ngả người ra đằng sau, đôi mắt híp lại nhìn em gái. Anh biết em đang tập bắn súng mà đúng không? Diễm Tinh chu môi. Hạo Hiên gật đầu. Cái này anh đương nhiên biết. Em định nói với cha mẹ chuyện này luôn à? Không, không hề. Diễm Tinh lắc đầu xua tay. Vậy có chuyện gì? Anh có thể sắp xếp cho em một chỗ tập bắn súng ở nơi khác được không? Diễm Tinh mím môi nói. Sao vậy? Luyện tập ở trường viên rất tốt, sẽ không ai làm phiền đến em. Diễm Tinh lắc đầu. Em không muốn làm phiền Phong ca ca. Mấy ngày nay em luyện tập, anh ấy đều phải gác công việc lại một bên. Với lại em muốn cọ sát nhiều hơn, luyện tập với người của anh sẽ học được nhiều điều nữa. Hạo Hiên suy nghĩ một lúc, cảm thấy lời em gái nói tương đối có lý. Anh cũng không suy nghĩ nhiều gật đầu. Vậy được, khi nào em muốn đến đấy? Để sau khi bộ sưu tập của em ra mắt đi, khi đó thời gian của em sẽ thoáng hơn. Diêm Tinh ngẫm nghĩ một chút. Được rồi, vậy để sau khi em hoàn thành xong công việc thì anh sẽ đưa em đến chỗ của anh. Hạo Hiên gật đầu. Anh cả, anh không định nói cho cha mẹ biết chuyện của anh sao? Vẫn chưa đến lúc. Cha vốn không thích mấy chuyện dính dáng đến thế giới ngầm, anh vẫn từ từ tìm cách nói thì hơn. Hạo Hiên nhàn nhạt nói, trên gương mặt không chút biểu cảm. Diễm Tinh gật đầu không nói gì nữa. Đúng như lời Tiểu Mỹ nói, ngày hôm sau Adina ra mẫu thiết kế cuối cùng, đồng thời cũng thông báo nhà thiết kế chính của Adina chính là tiểu thư chi thứ hai của Triệu gia. Điều này khiến cho cả giới thời trang lẫn giới thượng lưu sôi trào, tất cả đều dành những lời khen tốt đẹp cho Triệu Lâm Lam. Và một điều khác đó chính là Diễm Tinh cũng nhờ độ hot của Triệu Lâm Lam mà nổi lên theo. Cô bị đặt lên bàn cân so sánh với Triệu Lâm Lam. Có người nói cô được yêu thương chiều chuộng từ bé, nào có biết làm cái gì đâu. Những bình luận kiểu này cô đoán chín phần là do Triệu Đức Hải bày ra. Chỉ cần những bình luận này nổi vừa đủ sẽ dẫn đến những người khác tin tưởng. Mà những bình luận khen Triệu Lâm Lam lẫn chê mình đó hiện tại đang được Diễm Tinh thản nhiên ngồi đọc trên điện thoại. Khóe mắt đôi môi cô cong lên một độ cong nhẹ. Khi nhìn những lời lẽ có cánh đó, trong lòng Diễm Tinh lại dâng lên cảm giác khinh thường. Cuộc sống này chính là như vậy. Hiện tại Triệu Lâm Lam được nâng lên tận trời, là tiểu thư vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Có người còn nói Triệu Lâm Lam xứng danh đứng ngang với Quách Hân, Quách Ngọc. Nhưng sắp tới ai biết được chị ta sẽ bị nói thành dạng gì. Vậy là mấy ngày sau Diễm Tinh vừa đi học, vừa chỉ dạy cho Vi Hân thêm về thiết kế, cộng thêm đi thăm Mạn Nhu và chuyện của Ellie,
làm cho Diễm Tinh không thể suy nghĩ được gì khác nữa. Dù có bận rộn đến đâu, cô đều cảm thấy xứng đáng. Nhưng có một điều cô cảm thấy rất rất phiền, đó là cô phải chạm mặt Lưu Hạo hàng ngày, còn phải chào hắn, không phải hôm nào cũng có tiết của hắn. Nhưng không biết hắn cố ý hay vô tình, mỗi lần cô đến trường không sớm thì muộn cũng sẽ chạm mặt hắn. Vì hắn là giảng viên, cô cũng phải cắn răng cúi chào. Nhưng từ hôm đó đến giờ, một câu nói dư thừa cô cũng chưa từng nói. Mấy ngày bận rộn qua đi, cuối cùng cũng đến ngày Ellie ra mắt bộ sưu tập mới. Giới thời trang vẫn còn chưa kịp hạ nhiệt vì Elina ra bộ sưu tập mới đã tiếp nhận một đợt sóng nữa. Ellie lần này ra bộ mắt sưu tập quá khủng. Không chỉ là trang phục mà còn thêm hai bộ trang sức đá quý thời thượng nữa. Và điều quan trọng là có hai bộ trong đó dùng để đấu giá. Trên đời này không có bộ thứ hai. Nhưng mẫu thiết kế lần này Elisa hoàn toàn khác biệt so với phong cách trước đó. Tất cả đều rất đẹp. Chỉ trong vòng mấy giờ đồng hồ đã có bài viết đạt hai thương hiệu Elina và Ellie lên bàn cân. So về độ nổi tiếng, hiện tại hai hãng thời trang đang ngang bằng nhau. Nhưng so về chất lượng sản phẩm, hiện tại Ellie lại đang nhỉnh hơn một chút. Huống hồ đoạn quảng cáo cho hãng Ellie bây giờ khiến cho ai ai cũng muốn đến mua hàng ở Ellie. Trên hot set còn có một tiêu đề nữa, đó chính là truy tìm người mẫu đã chụp hình quảng cáo cho Ellie. Trên đoạn quảng cáo, họ thấy một người con gái mặc bộ váy màu đỏ nhẹ bay trong gió, tóc dài xõa tự nhiên. Cô bước đi giữa rừng hoa hồng, trên tay đeo chiếc vòng đính đá quý đỏ, cả người toát lên vẻ quyến rũ ma mị. Sau đó cô dừng chân, hơi nghiêng mặt về phía máy quay. Lúc này gió cũng thổi to thêm, khiến những sợi tóc xõa trên lưng cô bay bay theo hướng gió. Bông hoa hồng đỏ rực trên vai cô không có tóc che chắn liền xuất hiện. Trên tấm lưng trắng mịn là bông hoa rực càng làm tăng cường thị giác cho người xem. Họ nhìn thấy sườn mặt tinh tế nhẹ nhàng, cánh mũi thấp thoáng hiện ra, nhưng lại không ai nhìn rõ được gương mặt của cô gái đó. Đoạn quay quảng cáo này sau khi được tung ra đã rất nổi tiếng. Người xem không chỉ quan tâm đến bộ trang phục mà còn muốn biết người quay chụp đoạn quảng cáo này là ai. Sau khi quảng cáo được tung ra, poster của bộ trang phục này cũng được đăng lên. Trong bức ảnh, người con gái nằm giữa rừng hoa hồng, chân nhỏ khẽ cong để lộ ra cẳng chân mềm mại, gương mặt được một tầng vải mỏng màu đỏ che đi. Da cô rất trắng, nằm trong rừng hoa hồng lại càng trắng hơn. Dù chỉ lờ mờ nhìn thấy đường nét trên khuôn mặt cô, nhưng cũng đủ để mọi người thấy được cô gái này xinh đẹp đến cỡ nào. Đây là mẫu thiết kế trang phục cùng trang sức đầu tiên được tung ra. Và sau đó, Ellie nhận đơn đặt hàng tới tấp từ những người có tiếng trong giới thượng lưu. Khi độ hot của nó chưa kịp hạ nhiệt, qua một ngày sau, Ellie lại tiếp tục tung ra mẫu thiết kế và trang sức thứ hai. Lần này là một chiếc váy cúp ngực màu đen, được tô điểm bởi những chiếc lông vũ. Trang sức đi kèm là bộ trang sức trăng khuyết được đính kim cương. Lúc này cô gái trong trang phục đỏ quyến rũ kia không còn nữa, mà thay vào đó là một thân ma mị thần bí, lại mang theo hơi thở lạnh lùng. Gương mặt cô gái vẫn như cũ không lộ ra. Mắt cô được quấn một lớp vải đen kéo xuống đến cánh mũi, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của cô. Sau 2 ngày ra mắt sản phẩm, số lượng đặt hàng của Ellie tăng lên một cách nhanh chóng. Tất cả những trang báo hay hot set đều được Ellie chiếm đóng vị trí đầu bảng. Và điều quan trọng mà mọi người quan tâm nhất chính là cô gái trong đoạn quay quảng cáo đó. Điều này góp phần không nhỏ trong việc quảng bá thương hiệu cho thời trang Ellie. Triệu Đức Hải trong văn phòng làm việc nhìn thấy những tin tức này, ngay lập tức ném đồ trên bàn làm việc xuống chửi tục một câu. Sắc mặt Triệu Lâm Lam cũng không đỡ hơn một chút nào, gương mặt vốn xinh đẹp vặn vẹo nắm chặt điện thoại trong tay. Người ngoài không nhận ra, nhưng cô ta ít nhiều cũng tiếp xúc với Triệu Diễm Tinh từng đấy năm, sao có thể không nhận ra được người trong đoạn quay quảng cáo này là ai chứ? Chả không ngờ lần này giúp Ellie quay chụp quảng cáo lại là Triệu Diễm Tinh. Con bé đó từ khi nào lại tích cực đến như vậy? Triệu Đức Hải nghiến răng nói. Ông ta tức giận nhưng không thể làm được gì cả. Công bố rằng người quay quảng cáo là Triệu Diễm Tinh, đây không phải là giúp cô ta tăng thêm tên tuổi hay sao? Ông ta sẽ không làm như vậy. Chà, sẽ không sao đâu. Ellie ra mẫu mới, nhưng hàng bên chúng ta vẫn bán rất tốt, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu. Triệu Lâm Lam hít vào một hơi, sau đó mím môi nói. Ở một không gian khác, người đàn ông nhìn chằm chằm vào đoạn quảng cáo trên màn hình, con người đen nhánh tỏa ra hơi thở chết chóc.
Tần Phong chăm chú xem đoạn quảng cáo. Đối với người con gái đã chiếm cứ lấy tim hắn, chỉ cần liếc mắt hắn cũng có thể nhận ra cô. Cô trong đoạn quảng cáo này thật đẹp, nhưng đáng chết là vẻ đẹp này không phải chỉ để cho hắn ngắm nhìn. Nghĩ đến việc ai ai trên thế giới này cũng có thể nhìn ngắm vẻ đẹp của cô, sát khí trong lòng của Tần Phong cuồn cuộn nổi lên. Thiếu gia, cuộc họp sắp bắt đầu rồi ạ. Jackson thấy Tần Phong đã gần một tiếng ngồi nhìn chằm chằm máy tính, bất đắc dĩ đành phải lên tiếng nhắc nhở. Anh cũng không muốn nói gì trong trường hợp này đâu, nhưng mà cuộc họp này rất quan trọng. Nếu còn không nhắc nhở thiếu gia, trong nữa người chết cuối cùng vẫn là anh, nên anh phải cắn răng mà nói. Tầm mắt Tần Phong vẫn không chút nào lay chuyển, chỉ thả ra hai chữ: tôi biết. Trong lòng Jackson không dưới 100 lần cầu nguyện Diễm Tinh đừng có bao giờ quay chụp mấy đoạn quảng cáo như thế này nữa, nếu không người hứng chịu cơn giận của thiếu gia chính là anh đây. Jackson vẫn đứng yên một chỗ đợi Tần Phong, vừa đứng vừa cầu nguyện trong lòng. Khoảng 10 phút sau, cuối cùng Tần Phong cũng từ ghế đứng lên, cả người tản ra lãnh khí, hắn liếc mắt qua Jackson. Jackson hiểu ý, ngay lập tức đi đằng sau hắn, cố gắng giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất. Anh chưa muốn chết, anh còn sống chưa đủ. Buổi họp hôm đó chính là buổi họp nói về dự án mà Tần Lâm đang tiến hành. Trong cuộc họp này, Tần Huy đương nhiên cũng sẽ tham gia. Dù trong cả buổi họp, Tần Phong không nói gì nhiều, nhưng những người có mặt ở đây đều cảm thấy áp lực cùng căng thẳng. Lúc đầu họ thấy Tần Phong bị đuổi sang Mỹ, họ nghĩ ngày đó đã định sẵn sau này hắn không thể quay về Tần Thị. Nhưng ai ngờ hắn trở về sau 10 năm, mức độ tàn nhẫn còn gấp 10 lần ngày trước. Vừa về, hắn đã đá Tần Lâm ra khỏi vị trí tổng giám đốc, sau đó sa thải 3 vị lãnh đạo cấp cao trong Tần Thị. Mà chủ tịch đối với hành động này của hắn, một chút ý kiến cũng không có. Hướng gió trong Tần Thị lại biến đổi, tất cả đều hướng Tần Phong chạy theo. Cho nên trong cuộc họp này, dù trên mặt hắn không chút biểu cảm, nhưng những người ngồi ở đây đều là những người sành sỏi, sao không nhận ra tâm trạng của hắn đang không tốt. Tần Lâm đang nói về dự án sắp tới, nói đến hăng say nên bầu không khí khác lạ ở đây hắn không cảm nhận được. Đang nói dang dở, một giọng nói trầm thấp mang theo tia lạnh lẽo vang lên. Cho cậu 1 tuần nữa để hoàn thành phương án. Đừng chỉ đứng ở đây nói suông. Câu nói đánh gãy lời nói của Tần Lâm cũng làm cho không khí trong phòng họp càng trở nên căng thẳng. Tần Lâm đang nói bị Tần Phong nói chen vào, còn không nể mặt như vậy. Anh ta tức giận, muốn phản bác lại mấy câu, nhưng một giọng nói khác vang lên. Được rồi, về phương án này 1 tuần sau mang lên lục cho tôi. Tan họp. Mọi người nghe câu nói của Tần Huy như được đại xá, nhanh chóng ra khỏi phòng họp. Trong phòng họp vốn chật kín người, hiện tại chỉ có 3 người. Tần Lâm lúc này mới lên tiếng. Anh cả, anh như thế không phải là quá đáng lắm hay sao? Em đang nói tại sao anh lại chen vào? Tần Phong nhướng mày nhìn Tần Lâm không nói gì, nhưng riêng ánh nhìn của Tần Phong cũng đã đủ khiến cho Tần Lâm thu lại bộ dáng hung hăng vừa rồi. Tần lão gia nheo mắt nhìn 2 đứa con của mình, sau đó thở dài. Tần Lâm, con đi theo dự án này 1 thời gian, nhưng dự án tiến triển không những không thuận lợi, còn gặp đủ những vướng mắc. Những phương án mà con đưa ra ngày hôm nay, không một phương án nào có thể dùng. Nếu còn để con nói, ban giám đốc sẽ nghĩ con là người như thế nào? Cha, nhưng mà anh cũng không thể làm mất mặt con trước mặt mọi người như thế. Tần Phong đứng lên, giọng điệu lười biếng. Nếu còn không làm được, đừng trách tôi lấy đi của cậu. Nói xong hắn liền bước ra ngoài, không có ý định ở lại đây thêm nữa. Anh cả của con nói đúng, nếu không đủ khả năng đảm nhận được thì giao lại cho anh cả của con đi. Tần lão gia cũng đứng dậy, nghiêm mặt nói. Nói xong ông cũng đi ra ngoài, để lại một mình Tần Lâm tức giận đứng đó. Diễm Tinh hiện tại đang trong văn phòng thiết kế của cô. Sau khi nghe về lợi nhuận của Ellie trong 2 ngày vừa rồi, cô cười khẽ. Còn chưa đâu, chuyện vui phải để đến phút cuối, để cô xem lần này Elina sẽ vượt lên bằng cách nào. Cô nhìn Tiểu Mỹ và Vi Văn nói. Hôm nay lọc hết tất cả những người đi theo Alina đuổi đi. Nhìn chằm chằm hành động bên Alina. Chỉ cần mời nhà thiết kế mới ngay lập tức chặn hết. Em muốn xem Triệu Lâm Lam này học thiết kế ở trường hiện tại có dùng được không. Sau đó Diệm Tinh nhẩm tính ngày sắp đến rồi, chỉ cần đợi thêm mấy ngày nữa mà thôi. Mẫu thiết kế lần này của chúng ta tiếp tục tung ra hay là dừng tay ạ? Vi Vân nói. Đợi thêm 2 ngày nữa,
rồi tiếp tục tung sản phẩm tiếp theo. Bộ trang phục và bộ trang sức em muốn bán đấu giá thì tung ra cuối cùng. Vâng, tôi hiểu rồi ạ. Vi Vân gật đầu đi làm việc. Sau mấy ngày, Ellie tiếp tục tung ra mẫu thiết kế tiếp theo. Lần này cô gái trong bức ảnh mặc một chiếc váy màu tím trễ vai. Tay áo là chuỗi hạt đá quý vắt ngang. Phần eo được cắt xẻ tinh tế thành hình cánh bướm. Còn thêm một tà váy bằng van mỏng phủ xuống. Tóc cô búi cao, trên đầu là trâm cài tóc được làm bằng những hạt ngọc trai tím tinh tế. Cô ngồi trên chiếc ghế màu đen trộn với màu đỏ. Ánh sáng từ đằng sau truyền đến, khiến chiếc váy cô đang mặc thật nổi bật. Đôi tay trắng nõn của thiếu nữ nâng một đóa hoa phong lan. Khuôn mặt vì ngược sáng nên không thể thấy rõ. Nhìn cô gái bây giờ lại mang theo vẻ quyền lực khiếp người. Chỉ cần cô ngồi yên ở nơi đó đã đủ khiến người khác cảm thấy áp lực. Dáng vẻ cao quý, quý phái giống như ánh trăng sáng trên trời, không ai với tới được. Những bộ trang phục ra theo chủ đề của bộ trang phục chính do Diễm Tinh mặc đều được đặt hàng hết trong vòng mấy ngày. Có những bộ trang phục chính là bản giới hạn, mỗi một chiếc váy chỉ mang thêm có 3 bộ nữa cũng đã bán hết. Ba mẫu sản phẩm liền tạo ra ba khí chất hoàn toàn khác biệt. Còn chưa có ra mắt đến sản phẩm cuối cùng, Ellie đã hạ đo ván Anina về mặt doanh thu chỉ trong vòng mấy ngày. Mấy ngày nay, Diễm Tinh đều về nhà rất trễ. Cô vừa phải đi học, sau khi học xong sẽ đến thẳng văn phòng thiết kế. Có hôm cô còn không về nhà mà ở lại luôn văn phòng. Tiểu thư, chúng ta còn 3 chủ đề trang phục nữa sẽ kết thúc bộ sưu tập này ạ. Trình Tuyết từ bên ngoài đi vào báo cáo với Diễm Tinh. Doanh thu của chúng ta vẫn ổn chứ? Dạ, vẫn đang tăng lên ạ. Trình Tuyết gật đầu. Sau khi được Vi Vân chỉ dẫn, tác phong của Trình Tuyết càng ngày càng nhanh nhẹn. Đôi khi chỉ cần một ánh mắt là cô ấy đã có thể hiểu ý. Chị A Mỹ, bên giám đốc Vương có nói gì về hướng gió trên mạng không? Diễm Tinh quay sang nhìn Tiểu Mỹ hỏi. Dạ không có gì thay đổi ạ. Hiện tại truyền thông đều đang được kiểm soát rất tốt. Giám đốc Vương đã gọi bên mấy công ty truyền thông, cho nên Triệu Đức Hải không thể làm gì được ạ. Diễm Tinh gật đầu. Truyền thông và giới giải trí luôn đi song song với nhau, mà bên Hạo Tinh là công ty giải trí hàng đầu, lại có tập đoàn truyền thông Cảnh Nhã của Bùi Thị làm đối tác. Hai bên này phối hợp ăn ý, khiến bất kỳ công ty thuộc mảng giải trí và truyền thông nào cũng phải dè chừng. Cho nên chuyện khiến Triệu Đức Hải không làm gì được ở mảng truyền thông làm cũng rất dễ dàng. Dù Triệu Đức Hải có cái mác là cậu hai của Triệu gia, nhưng thực quyền trong tay ông ta đã không còn lại bao nhiêu. Hạo Tinh thì khác, dù bây giờ đã tách riêng ra. Hạo Tinh thuộc về Triệu Tiểu Thư, nhưng Triệu Tiểu Thư là cháu gái của Triệu Lão Gia, con gái bà bối của Triệu Đồng, lại nắm trong tay thực quyền. Lại còn Hạo Tinh cũng không phải là một công ty nhỏ, công ty giải trí đứng đầu trong nước, hiện tại giao cho anh hai là Triệu Tuấn Khải quản lý. Nhưng cho dù là Triệu Tuấn Khải hay Triệu Diễm Tinh, so cao thấp, đương nhiên cao hơn Triệu Đức Hải một bậc. Ai dám đi đắc tội anh em nhà họ để lấy lòng Triệu Đức Hải cơ chứ? Triệu Đức Hải bị những chuyện này làm cho đầu óc không khỏi căng ra, cả người toát lên oán khí nồng đậm. Triệu Thoán Khải đáng chết, rốt cuộc nó đang có ý gì mà muốn đối đầu với Elina? Không phải biết rõ Elina là của ông ta hay sao? Đây là muốn tuyên chiến. Ở tầng cao nhất của tập đoàn Triệu Thị, Tuấn Khải đang ngồi làm việc, bỗng nhiên hắt xì mấy cái. Anh khịt mũi, chán nản nói. Ai... không biết lại có ai chửi mình rồi. Từ sau khi A Tinh tiếp quản Hạo Tinh cứ bị như vậy liên tục. Diễm Tinh ở đây vốn không hề hay biết Triệu Đức Hải đem mọi tội lỗi đổ lên đầu anh trai mình. Cô vẫn làm việc đến hăng say. Đang làm việc, điện thoại cô bỗng rung lên một hồi, có tin nhắn tới. Diễm Tinh cầm điện thoại, đọc dòng tin nhắn trong máy, nháy mắt nụ cười hiện lên trên môi cô. Cuối cùng cũng đã đến lúc rồi. Tiểu thư, cuối tuần này Chu gia mở tiệc, nói mở tiệc mừng sinh nhật Chu Thiên Ân. Cùng lúc này, Tiểu Mữ từ bên ngoài bước vào nói. Có thai rồi mà vẫn còn hăng hái như vậy. Hôm đó em cũng muốn đến xem cô ta như thế nào. Diễm Tinh cười nửa miệng, tiếp tục xem tài liệu. Sau 3 ngày cho ra bộ sưu tập mới, Ellie đã là cái tên nổi bật trong giới thời trang. Đúng lúc này, từ nội bộ Ellie truyền ra tin. Ngày chủ đề bộ trang phục cuối cùng của mùa này được ra mắt, thì Ellie cũng sẽ thông báo một chuyện quan trọng. Phong cách này giống hệt với Anina mấy ngày trước. Mọi người đều chờ đợi tin tức này.
có khi nào lại thêm một vị tiểu thư nữa là nhà thiết kế chính của Ellie hay không? Tất cả đều đang đoán thầm trong lòng. Ellie này từ trước đến nay thông tin về nhà sáng lập và thiết kế chính đều không có. Mọi người chỉ biết quản lý nơi này là một cô gái không tên không tuổi trong ngành thiết kế. Nhưng chỉ trong vòng 2 năm, Ellie, cái tên này thành cái tên nổi tiếng trong giới thời trang, lại còn luôn đối chọi với Anina. Ai ai cũng muốn biết người sáng lập ra thương hiệu thời trang này, nhưng chỉ biết người đó có tên là Dorit, còn những thông tin khác đều không tra ra được. Triệu Đồng, hiện tại chúng ta có nên ra tay không ạ? Vẫn chưa điều tra ra ai là người đứng sau Andy sao? Dạ, bên đó bảo mật quá chặt chẽ, chúng ta không thể tra ra được gì ạ. Vô dụng, Triệu Đức Hải gằn giọng. 2 ngày sau, Ellie tiếp tục ra chủ đề thứ ba. Lần này, cô gái ấy mặc trên người chiếc váy trắng tinh khôi. Trên chiếc váy là hoa văn chìm hình bông hoa mẫu đơn. Bên ngoài khoác thêm một chiếc áo len màu lông chuột. Tóc cô được tết nửa đầu, nửa sau được uốn nhẹ để thả tự nhiên. Nơi tết tóc được điểm xuyến bằng những chiếc kẹp tóc hình hoa nhỏ xinh xắn. Mỗi chiếc kẹp còn kèm theo một dải kim tuyến rủ xuống. Tay cô đeo một chiếc vòng màu trắng nhẹ nhàng nhưng lại tinh tế, cầm một bó hoa họa mi nhẹ đi trong gió. Thiếu nữ nghiêng người chụp ảnh dưới ánh nắng mặt trời. Có lẽ vì ánh nắng quá chói chang nên cô đưa tay lên che mắt. Dù trong tấm ảnh này họ vẫn không thể nhìn hết được đường nét trên mặt người con gái, nhưng đây là tấm ảnh để lộ gương mặt cô nhiều nhất. Làn da trắng như tuyết, ngón tay cô nhỏ nhắn lại thon dài. Dưới bàn tay đó là thấp thoáng cánh mũi cao cùng đôi môi đỏ đang nở nụ cười tươi. Người chụp bức ảnh này cũng đã chụp rất tốt, biết tìm góc chụp sao cho những tia nắng kia vừa vặn che đi gương mặt cô gái, lại cũng vừa lộ ra một phần khiến người khác xem không khỏi thêm phần tò mò. Bộ ảnh này vừa tung ra lại tiếp tục gây tiếng vang lớn trong ngành thời trang. Mà mấy ngày nay, mặt Tần Phong có thể nói là đen hơn mực luôn rồi. Mỗi khi Ellie tung ra mẫu thiết kế mới là hắn lại ngồi nhìn chằm chằm người con gái trong ảnh và quảng cáo mất nửa ngày. Bộ dáng giống như muốn nuốt luôn cô vào bụng. Nếu đây không phải là hãng thời trang của cô, có lẽ hắn đã đem nó phá đi. Jackson. Dạ, thiếu gia. Jackson nghe thấy hắn gọi, nào dám chậm trễ. Chưa đến 1 phút sau, liền có mặt trong văn phòng của Thần Phong. Tìm hiểu cho tôi những người mẫu lần trước từ chối hợp đồng quảng cáo của Ellie. Vâng, Jackson cười lạnh trong lòng. Đám người ngày trước từ chối làm người mẫu cho Ellie, hiện tại chắc đang hối hận đến xanh ruột. Và những người đó sắp tới có thể sẽ không làm người mẫu được nữa, cũng đừng hòng sống yên ổn trong ngành này. Lý do thì Jackson liếc mắt nhìn vào trong phòng. Vì bọn họ không nhận chụp quảng cáo nên Triệu tiểu thư phải tự chụp. Mà mức độ bá đạo của thiếu gia nhà anh thì những người mẫu này thảm rồi. Mạn Nhu ở trong bệnh viện được dưỡng thương, cô không kìm được nhớ lại ngày đó. Lúc cô phát hiện ra vấn đề đã muộn rồi, chỉ có thể gian nan tránh né trong phạm vi nhỏ. Nhưng cũng may vì là phạm vi nhỏ đó cho nên cô không chết. Lúc cả người cô bay lên không trung rồi tiếp đất, bất ngờ là cô không hề cảm thấy đau đớn, một chút cũng không. Hoặc là tại thời điểm đó, những đau đớn đấy đã vượt qua sức chịu đựng của con người. Ngay thời khắc đó, một luồng sáng lóe qua trước mắt cô. Đập vào mắt cô là thân ảnh của một người đàn ông cao lớn. Nhìn anh có vẻ lo lắng, tiến đến đỡ cô lên. Nhưng vì vị lý trí của cô khi đó quá mơ hồ, rồi cô lâm vào hôn mê. Lúc ngủ, cô đã mơ một giấc mơ rất dài. Cô mơ cô quay lại thời điểm còn yêu Thẩm Tử Mặc. Nhưng kỳ lạ là cô cùng anh ta trong mơ. Khoảng thời gian bên nhau dài hơn thực tại rất nhiều. Cô cũng như kiếp này, luôn đứng về phe anh, bao dung anh mỗi lần hắn phạm sai lầm. Rồi đến một ngày, cô bắt gặp anh và Chu Thiên Ân điên đảo trong nhà của cô. Căn nhà mà anh ta nói rằng đây sẽ là thế giới riêng của anh ta và cô. Vậy mà anh ta cùng người phụ nữ khác thân mật ở nơi này. Cô mặc kệ những lời bao biện của Thẩm Tử Mặc, xách túi đi ra ngoài. Cô đi vào trong bóng đêm vô tận, cứ như vậy mà đi, cũng không biết sẽ đi đến nơi đâu. Mạn Nhu trong mơ cười tự giễu chính bản thân mình. Cô cười vì ngay cả ở trong mơ, cô cũng lại một lần nữa tin tưởng người đàn ông đó sẽ vì cô mà thay đổi. Không gian lại thay đổi, cô đi uống rượu. Vì quá buồn, lại vì cô không muốn làm phiền tới hai người bạn thân,
nên đã đi uống rượu một mình. Trên đường về cô có chút say. Cô thấy được có chiếc xe hướng về phía mình đâm tới. Nhưng ở trong mơ cô không tránh né được. Cô bị chiếc xe đó tông, cả người bay lên cao rồi lại hạ xuống. Khoảnh khắc đó chân thực đến nỗi ngay cả khi tỉnh lại rồi cô vẫn còn run sợ. Sau đó cô nhắm mắt, không biết cảm xúc lúc đó như thế nào. Cô chỉ muốn buông xuôi hết, cô muốn chấm dứt mọi chuyện tại đây. Thì một thân ảnh đứng trước mặt cô, kéo cô ra khỏi đáy vực. Cô nhìn rất rõ người đàn ông đó là Triệu Tuấn Khải. Ngay lúc cô muốn buông hết tất cả thì anh đã xuất hiện cứu cô lên. Giống như ở hiện thực, anh cũng đã cứu cô như vậy. Cô biết nếu không có anh, có lẽ cô đã không thể tiếp tục cuộc sống như vậy. Giản phu nhân thấy con gái mình từ sau khi tỉnh lại có chút gì đó khác lạ. Con người trầm tĩnh hơn không ít, khiến bà không khỏi lo lắng. Còn bí mật nói lại với bác sĩ xem não bộ của cô có tổn thương gì không, nhưng đều không phát hiện ra bất thường gì. Nghe được kết quả bình thường, Giản phu nhân cũng buông xuống tâm sự trong lòng. Chỉ nghĩ Mạn Nhu vẫn sốc vì vụ tai nạn vừa qua. Tuấn Khải từ ngày Mạn Nhu tỉnh lại, đây là lần đầu tiên anh đến thăm cô. Bước vào căn phòng bệnh, trong này chỉ thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, còn lại đều là mùi hương thơm dịu nhẹ. Nhìn cô gái nằm trên giường, đầu quấn băng trắng, trên mặt vẫn còn vài vết xước, anh không tự chủ được nhíu mày. Mạn Nhu thấy có người vào liền đưa mắt nhìn, nhận ra Tuấn Khải, cô liền cười nhẹ. Xin chào. Tuấn Khải gật đầu, đặt giỏ hoa quả lên bàn, rồi kéo cái cạnh giường bệnh ra ngồi xuống. Có đỡ hơn chút nào không? Người ngoài nhìn chỉ thấy cô bị thương nằm một chỗ như vậy, nhưng anh biết cô bị thương nặng hơn rất nhiều. Xương chân cũng bị gãy, nội tạng bị xuất huyết khá nghiêm trọng. Trong giọng nói của anh còn mang theo một tia tình cảm khác lạ. Mạn Nhu cười yếu ớt. Tỉnh lại rồi, dần dần sẽ hồi phục. Còn chưa kịp nói lời cảm ơn anh, hôm đó đã quay lại. Cảm ơn anh. Không có gì. Cô biết ai hại cô chứ? Dù không biết chắc thì cũng đoán ra một hai phần. Người có gan làm như vậy với tôi, lại còn cùng tôi có xích mích, ngoài Chu Thiên Ân ra thì còn ai nữa? Mạn Nhu từ tốn nói. Trông cô như vậy giống như là đã ra một chủ kiến hay rồi. Không cần tôi giúp chứ? Tuấn Khải nhíu mày nói. Mạn Nhu khẽ lắc đầu. Chuyện đó với tôi chỉ là chuyện nhỏ. Anh đã giúp tôi rất nhiều rồi. Khi nào tôi ra viện sẽ mời anh mấy bữa thật ngon để báo đáp. Còn nữa, nếu như Giản thị có vụ làm ăn tốt, nhất định sẽ chia phần cho anh. Được, tôi chờ đến ngày cô ra viện để báo đáp tôi. Tuấn Khải cười, Mạn Nhu cũng cười theo. Nhưng sao cô lại có cảm giác câu này của Tuấn Khải còn mang theo hàm ý khác nhỉ? Sau khi ra mắt bộ sưu tập thứ hai, Ellie đột nhiên không tiếp tục ra thêm nữa. Mọi người chờ hơn 2 ngày vẫn không thấy có gì mới lạ. Đang lúc thắc mắc, cuối cùng chủ đề thứ 5 cũng xuất hiện. Trên trang chính thống của thời trang Ellie đặc biệt thông báo bộ trang phục này sẽ được bán đấu giá sau khi ra mắt bộ sưu tập cuối cùng. Bộ trang phục này là bằng da màu nâu đỏ. Bộ đồ này khoe trọn đường cong cơ thể của người mặc. Chưa cần biết thế nào, nhưng nhìn cô gái trong hình, chắc hẳn ai cũng muốn được sở hữu bộ trang phục này. Cô gái đứng cạnh chiếc xe mô tô màu đỏ, đầu đội mũ bảo hiểm, đôi chân dài thẳng tắp sau lớp quần da. Cả người toát lên vẻ tinh nghịch, quyến rũ, bụi bặm và thêm cả vẻ thần bí. Ba vòng quyến rũ, nhất là vòng eo thon gọn đó, giống như chỉ cần ôm nhẹ đã ôm trọn cả vòng eo mảnh khảnh đó. Vì bộ đồ có khóa kéo, nên lúc này khóa của chiếc áo da đang kéo xuống, một phần áo da bên ngoài trượt ra để lộ bờ vai trắng nõn. Ở bên trong, cô mặc một chiếc áo hai dây màu đen, tô lên vòng một đầy đặn của cô gái. Còn một bức ảnh là cô gái ngồi trên xe, cá tính đến lạ thường. Khi này áo khoác của cô đã được kéo đến ngang ngực. Cô gái nhỏ bé như vậy ngồi trên chiếc xe đó nhưng lại không hề thấy được sự mất cân đối, lại giống như chiếc xe kia phối hợp cùng cô gái tạo nên bức hình tuyệt đẹp. Bộ trang phục tưởng như đơn giản nhất lại khiến cho nhiều người muốn sở hữu nó nhất. Chỉ có điều bộ đồ này không phải ai muốn cũng có thể có được. Đây là vật phẩm mang ra bán đấu giá, người có được nó chỉ có một mà thôi. Diệm Tinh hiếm khi có ngày nghỉ thoải mái. Gần 10 ngày qua cô quay như trong chóng. Cũng may hiện tại số tiết trên trường không quá nhiều, nếu không chắc cô mệt chết mất. Chỉ còn một bộ trang phục cuối cùng mà thôi.
Có điều bộ trang phục này còn chưa đến thời gian lộ diện, để mọi người chờ thêm một chút vậy. Hôm nay cô không có tiết ở trên trường, cho nên sáng cô ngủ một mạch đến 9 giờ mới chịu dậy. Mấy ngày qua chưa ngày nào cô ngủ quá 4 tiếng. Tất cả đều tập trung tinh thần vào việc ra mắt sản phẩm mới và đối phó với Triệu Đức Hải. Cô là đặt đứng dậy thay đồ rồi xuống nhà với tâm trạng rất tốt. Nhưng người cô gặp ở bên dưới lại khiến cho tâm tình của cô trong chốc lát rơi xuống đáy vực. Ở bên dưới, một người đàn ông mang theo khí chất ôn hòa ngồi nói chuyện cùng mẹ cô. Ngô Gia Ý nhìn thấy con gái đi xuống, liền vẫy vẫy tay nói: "A Tinh, con đến đây, mẹ có người này muốn giới thiệu với con." Diệm Tinh theo lời mẹ đi xuống, còn chưa đợi mẹ cô lên tiếng lần nữa, cô đã chủ động chào hỏi: "Thầy Lưu, em chào thầy ạ." Lưu Hạo nhìn cô gái trước mặt hơi lộ vẻ bất ngờ nói: "Là bạn học Triệu đây mà, rất vui khi gặp em." Ngô Gia Ý nghe con gái nói vậy liền ngạc nhiên, bà quay sang Diễm Tinh hỏi: "A Tinh, con quen cậu ấy sao?" "Vâng, đây là giảng viên trên trường con, thầy ấy cũng đang dạy lớp con nữa." Diễm Tinh gật đầu. "Hóa ra thầy lại là thầy giáo của con gái tôi." Ngô Gia Ý vui mừng nói: "A Tinh, mẹ còn chưa kịp nói với con, thầy Lưu sắp tới sẽ đến dạy cho em trai con. Tiểu Vũ đợt tới sẽ về nước. Thầy Lưu được chú dì con mời tới để dạy cho thằng bé." "Tiểu Vũ về nước ạ?" "Ừ, mấy ngày nay con bận cho nên chưa kịp nói với con. Tiểu Vũ sẽ về nước học, thằng bé nó cứ muốn như thế. Chú dì con cũng hết cách, đành phải cho thằng bé về rồi mời một người đến dạy trước cho thằng bé. Hôm nay thầy Lưu đến để làm quen, tuần sau thằng bé về nước sẽ bắt đầu học. Trước hết một năm này Tiểu Vũ sẽ ở nhà mình." Diễm Tinh trong lòng không khỏi bất ngờ, căn bản là chuyện này kiếp trước không hề xảy ra. Dù cô biết khi cô sống lại, có một số việc sẽ xảy ra biến số, nhưng những chuyện nào không trực tiếp liên quan đến cô thì vẫn sẽ theo mạch đi của kiếp trước. Cho nên kiếp này Tiểu Vũ tự dưng về lại là có chuyện gì? Không lẽ cô sống lại một đời lại có nhiều biến số xảy ra như vậy? Trong lòng cô đang suy tính, nhưng ngoài mặt biểu cảm bất ngờ dần rút, sau đó cười nhẹ coi như đã biết nói: "Vậy cũng rất tốt, Tiểu Vũ về, con có thêm một người để chơi cùng. Hai anh dạo này bận, con muốn gặp còn khó hơn là lên trời. Lâu rồi các anh còn chưa nói chuyện với A Tinh đâu đó." Ngô Gia Ý cười cười nhìn con gái đang làm đũng, điểm nhẹ trán cô nói: "Con còn không mau thu dáng vẻ này lại, còn đang ở trước mặt người ngoài đó." Diễm Tinh lúc này như mới nhận thức được mình đang làm gì, gò má đỏ ửng, hơi ngượng ngùng rút tay. Hành động này rơi vào mắt Lưu Hạo lại có một điểm thu hút khác lạ. Tim hắn nhảy lên một cái, đập cũng nhanh hơn. Nếu để ý kỹ, còn nhìn được hai bên tai hắn hiện tại đang hơi ửng hồng. Nhan sắc của cô gái này đã đẹp ngoài sức tưởng tượng của con người rồi, khiến cô khi làm bất kể việc gì cũng khiến người khác yêu thích, huống hồ hành động làm nũng của cô vừa rồi. Diễm Tinh ngượng ngùng cười nhẹ một tiếng, sau đó lý nhí nói xin phép lên tầng, rồi cô ba chân bốn cẳng chạy đi mất. Lưu Hạo thất thần ngồi nơi đó nhìn theo bóng dáng cô. Cũng may hắn được huấn luyện qua, chỉ thất thần trong chốc lát lại tiếp tục cùng trò chuyện với mẹ Triệu. Sau khi lên tầng, bộ dáng e thẹn vừa rồi của Diễm Tinh bay mất, thay vào đó là gương mặt vô cảm. Cô vừa rồi là cố tình bày ra dáng vẻ đó. Kiếp này cô muốn trả lại hết những gì mà hắn gây ra cho cô, bao gồm cả tình cảm của cô với hắn. Ngày trước Lưu Hạo tiếp cận cô và gia đình cô bằng cách khác, hiện tại lại xảy ra chuyện Tiểu Vũ về nước học, liền tiếp cận gia đình cô bằng cách này. Diễm Tinh nhíu chặt đôi mày tinh xảo, mắt lóe lên tia tính toán. Không cần biết hắn muốn tiếp cận cô như thế nào, kiếp này hắn xác định phải bại dưới tay cô. Cô muốn đẩy những người đã hại cô và đang có ý muốn hại cô từng bước tiến vào địa ngục. Diễm Tinh trèo lên giường nằm xem tin tức. Đợi đến lúc cô xuống nhà đã là chuyện của 2 tiếng sau. Cô mặc một chiếc áo len màu hồng phấn kèm theo chân váy trắng, tóc được uốn xoăn nhẹ để xõa tùy trên vai. Vòng quanh cổ cô là một chiếc khăn len màu trắng, vừa nhìn đã biết cô chuẩn bị ra ngoài. Nhìn thấy mẹ Triệu đang ngồi xem tivi ở đó, Diễm Tinh cười nhẹ đi đến ngọt ngào gọi: "Mẹ." Ngô Gia Ý thấy con gái đi xuống còn ăn mặc như vậy thì cười hiền từ hỏi: "A Tinh định ra ngoài sao?" "Vâng, con muốn đến thăm Nhu Nhi một chút. Mấy ngày nay con bận quá, không thể đến thăm cậu ấy. Hôm nay con có thời gian,
liền muốn đến xem cậu ấy thế nào rồi. Sau đó con còn muốn đi gặp đối tác của Ellie. Con sẽ ăn trưa ở bên ngoài luôn, mẹ đừng có chờ con nha. Diễm Tinh thơm má mẹ mình một cái, nhẹ giọng nói. Vậy được, nên làm mà. Nhu Nhi cùng con lớn lên từ bé, sao có thể bỏ bê con bé được. Mẹ lần trước cũng đã đến thăm, con bé có vẻ vẫn còn đau. Con giúp mẹ mang cho Nhu Nhi mấy đồ tẩm bổ nhé. Mẹ định mai sẽ đi thăm Nhu Nhi, nhưng mà hôm nay con đi rồi, vậy con mang giúp mẹ luôn đi. Ngô Gia Ý gật đầu nói với Diễm Tinh, sau đó phân phó dì Trình lấy đồ bà đã chuẩn bị cho Mạn Nhu ra để Diễm Tinh mang đi. Hôm nay An An có đi cùng với con không? Trong lúc đợi dì Trình chuẩn bị đồ, Ngô Gia Ý ngồi nói chuyện cùng con gái. Không ạ, An An hôm nay bận nên không đi cùng con. An An cùng Nhu Nhi chơi với con từ bé, mẹ nhìn trong mắt thấy hai đứa đều là cô gái tốt, cũng thật lòng đối với con. Con cũng phải đối tốt với hai đứa bé đó, con biết không? Mẹ yên tâm, con đối với An An và Nhu Nhi, mức tình cảm đã giống người thân rồi, sao có thể không đối tốt với hai cậu ấy chứ? Diễm Tinh cười nói, có một điều cô không nói ra. Ngày cô biết cô mất tất cả, cũng chỉ có An An là người bạn duy nhất bên cạnh cô. Khi đó Nhu Nhi đã đi xa, nếu cô ấy còn chắc chắn cũng như An An bên cạnh cô cùng cô vượt qua, chỉ là khi đó cô đã làm lãng phí công sức của An An rồi. Sau khi lấy lại sức, cô liền chết đi. Rất nhanh dì Trình mang theo một túi đồ ăn đi ra. Diệm Tinh cũng không chậm trễ nữa, chào tạm biệt mẹ rồi ra bên ngoài. Mấy hôm vừa rồi bận công việc cho nên Vi Hân cũng đã quay về văn phòng, chỉ có cô đi mà thôi. Cô đến bệnh viện trò chuyện cùng bạn Nhu, nghe bạn Nhu than vãn nằm trên giường mỏi quá, Diễm Tình niếc nhẹ. Cậu như vậy rồi còn không chuyên tâm dưỡng thương, có phải muốn lâu khỏi hay không? Giọng điệu cô mang theo ba phần trách cứ, nhưng không khó nhận ra cô đang thực sự quan tâm đến bạn Nhu. Tớ đương nhiên biết, cho nên đến hiện tại tớ vẫn ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh để còn gì. Nếu không, cậu nghĩ rằng tớ sẽ nằm yên như vậy à? Mạn Nhu bĩu môi. Chỉ có cậu là giỏi nhất, lúc nào cũng tìm ra lý do để cãi. Diễm Tinh mặt không chút cảm xúc hừ lại một câu. Người cậu nhờ tớ tìm thấy rồi. Hiện tại cậu muốn thế nào? Sau khi đấu khẩu một hồi, cuối cùng hai cô gái cũng đi vào chủ đề chính. Nghe Diễm Tinh nói vậy, nụ cười trên môi Mạn Nhu khựng lại, trong mắt dâng lên một cỗ đau buồn. Cô thật không ngờ người cô tín nhiệm bấy lâu nay lại cắn ngược cô một cái. Cô luôn coi chị ấy là chị gái của mình, nhưng cuối cùng thì chị ấy lại phản bội cô. Nhìn thấy đau buồn trong mắt của Mạn Nhu, Diễm Tinh thở dài một hơi. Cảm giác này của Nhu Nhi cô rất hiểu, kiếp trước cô cũng từng như vậy. Dù ngoài mặt không để lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng khi cô biết tin, trong lòng cô giống như bị một con dao sắc cứa từng vết một. A Tinh, nếu là cậu, cậu có niệm tình xưa tha cho chị ấy một lần không? Mạn Nhu yên lặng một hồi mới lên tiếng, trong giọng nói của cô không che giấu vẻ chua xót. Diễm Tinh không chút suy nghĩ trả lời, sẽ không. Thấy Mạn Nhu nhìn mình giống như không ngờ cô sẽ trả lời nhanh như vậy, Diễm Tinh dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nếu là tớ, dù có thế nào đi chăng nữa, từ thời điểm người đó chọn phản bội tớ, thì có bao nhiêu tình cảm cũng sẽ theo đó mà chấm dứt. Nhu Nhi, đã có thể phản bội lại chúng ta một lần, thì sẽ có lần thứ hai. Huống chi chị ta theo cậu lâu như vậy, biết rõ về con người của cậu. Lần này là một chu thiên ân, không có nhiều quyền lực, còn có thể khiến cho cậu suýt nữa thì mất mạng. Nếu như sau này cậu tiếp quản giản thị, gặp phải đối thủ mạnh, chị ta sẽ là con dao hai lưỡi, có thể trừ khử cậu bất kỳ lúc nào. Mạn Nhu nghe Diễm Tinh nói vậy, cười khổ nói. Sao tớ có thể không nghĩ đến được chứ? Chỉ là vẫn có một chút không đành lòng. Dù gì chị ấy cũng nhìn tớ lớn lên, đi theo tớ bao lâu. Nếu như cậu không đành lòng, vậy để tớ giúp cậu nhé. Không, tớ muốn tự ra tay. Người của tớ phản bội lại tớ, thì chỉ có thể chết ở trong tay tớ. Như vậy mới có thể làm gương được cho những người đang có ý định khác ở trong đầu. Mạn Nhu lắc đầu, kiên định nói. Diễm Tinh thấy Mạn Nhu đã kiên quyết như vậy thì gật đầu, lòng không khỏi trùng xuống. Các cô được sinh ra trong hào môn lộng lẫy xa hoa, có kẻ hầu người hạ, nhưng nguy hiểm lại cũng nhiều hơn so với người khác rất nhiều. Nhu Nhi cũng từng là một cô gái hiền lành lương thiện, nhưng cuối cùng vẫn nói đến chủ đề đánh giết một cách nhẹ nhàng như vậy.
Có thể thấy được nội tâm cậu ấy đã phải tranh đấu dữ dội đến như thế nào, cũng đang lạnh đi phần nào. Sống ở nơi đây, làm sao có thể giữ mãi được hồn nhiên cùng thiện tâm cơ chứ? Chính cô cũng đã bị cuộc sống này khiến cho thương tích đầy mình đấy thôi. Hai người nói chuyện thêm một lát rồi Diễm Tinh cũng ra về. Trưa nay có một đối tác sản xuất đá quý đến muốn thương lượng hợp đồng với Ellie. Cô không định lộ mặt nên để Vivian đi thay, nhưng cũng muốn đến nghe một chút. Vì vậy sau khi ra khỏi bệnh viện, cô liền đến điểm hẹn bản hợp đồng. Cùng lúc đó tại Tần Thị, Tần Phong đang cùng Triệu Hạo Hiên ngồi nói chuyện. Phong, suốt cuộc cậu đã làm cái gì khiến cho A Tinh sợ mà đòi đi tập bắn súng ở nơi khác vậy? Triệu Hạo Hiên mang dáng vẻ chán nản nhìn Tần Phong nói. Anh làm bạn với Tần Phong từ lâu, sao có thể không nhìn ra Tần Phong có tình cảm với em gái mình. Dù lúc đầu anh có chút khó chịu, nhưng mà ngẫm lại, nếu để em gái anh vào tay những người đàn ông khác, thì anh thà giao em gái của mình cho Tần Phong. Người này là người đàn ông nguy hiểm, đi theo cậu ấy cũng chưa chắc an toàn. Có điều anh tin Tần Phong có thể bảo vệ tốt em gái, cũng sẽ không phản bội A Tinh. Đây là điều mà anh có thể chắc chắn. Sau khi thông suốt, anh liền tác thành cho hai người họ. Tôi không làm gì cả. Nghe được lời Triệu Hạo Hiên nói, Tần Phong khẽ nhíu mày, trong giọng nói thể hiện một phần tâm tình không vui. Vậy sao con bé nó tránh cậu như là tránh tà thế? Hạo Hiên vẻ mặt trêu tức. Cậu giúp tôi đưa cô ấy đến Tần Thị một chuyến. Tần Phong không trả lời vấn đề của Hạo Hiên, chỉ nói một câu. Này, tôi đã giúp cậu đến như vậy rồi mà cậu còn không thành thì là tại cậu đấy. Hạo Hiên liếc mắt nhìn Tần Phong một cái, sau đó lấy điện thoại ra bấm vào một dãy số nối máy. Chỉ trong chốc lát, đầu dây bên kia một giọng nói ngọt ngào mang theo nũng nịu ở âm cuối vang lên. Anh cả. Ừ, A Tinh đang làm gì vậy? Hạo Hiên cười nhẹ, giọng nói tự động dịu dàng đi đôi chút. Bình thường thanh âm anh cũng rất ôn hòa, nhưng những ai đã thân cận với anh đều biết những lúc đó đều là xã giao, không hề có chút tình cảm nào. Lúc này khi nói chuyện với Diễm Tinh mới chân chính là dịu dàng ôn hòa. Em đang trên đường đến gặp đối tác của Ellie. Anh cả gọi cho em là có chuyện gì không ạ? Diễm Tinh đầu dây bên kia không biết được mình đã rơi vào bẫy, vui vẻ nói chuyện. Đầu giờ chiều em có rảnh không? Có ạ. Vậy giúp anh một chuyện. Em nhớ địa chỉ nhà anh mà đúng không? Diễm Tinh nghe anh cả nói như vậy hơi khó hiểu nhưng vẫn đáp lại. A Tinh nhớ. Vậy giúp anh một chút. Trong thư phòng của anh, trên bàn làm việc có một tập tài liệu. Em giúp anh mang đến Tần Thị, đưa cho Tần Phong nhé. Anh chiều nay có cuộc họp mà tài liệu đấy lại rất quan trọng. Để người khác mang đi anh không yên tâm. Hạo Hiên trong giọng nói mang theo đáng thương. Diễm Tinh nghe vậy thì hít vào một hơi, sau đó nói. Vâng, vậy để chốc nữa em để mang đến đi ạ. Nghe em gái nói như vậy, môi Hạo Hiên cong lên. A Tinh thật ngoan. Nói xong anh liếc mắt sang Thần Phong, thấy khóe môi hắn cũng đồng dạng nhích lên một chút, liền liếc hắn một cái rồi nói tiếp với Diễm Tinh mấy câu mới tắt điện thoại. Diễm Tinh bên này không suy nghĩ gì nhiều, càng không biết mình bị chính anh trai gài bẫy. Cô một đường đi đến điểm hẹn. Nơi đây là một nhà hàng có tầm nhìn khá tốt, nhưng lại không phải nhà hàng quá nổi tiếng. Cô lại thích những nhà hàng như vậy. Thức ăn ở đây cũng khá ngon. Diễm Tinh vừa đến liền được đưa đến một gian phòng ăn ở đó. Nhà hàng ăn này có phong cách tương đối khác biệt. Những gian phòng được ngăn cách bởi một bức tường, còn cửa chính được che bằng một tấm rèm mang phong cách cổ xưa. Diễm Tinh vừa ngồi vào chỗ, bên ngoài đã có tiếng của nhân viên vang lên. Vị tiểu thư ấy đang ở bên trong ạ. Chỉ trong chốc lát, Tiểu Mỹ từ ngoài bước vào, cúi người đứng trước mặt Diễm Tinh. Tiểu thư ạ, chị đến rồi, mau ngồi xuống đi, chúng ta gọi món trước. Nghe xong chuyện làm ăn, em còn có việc khác cần làm, hiện tại cần tranh thủ ăn cơm. Diễm Tinh cười nhìn Tiểu Mỹ, tay với lên cái nút trên bàn ấn một cái. Tiểu Mỹ thấy Diễm Tinh còn có việc nên cô cũng không chần chừ ngồi xuống đối diện với Diễm Tinh. Lát sau, một nhân viên từ bên ngoài đi vào, tay cầm theo một chiếc máy tính bảng. Diễm Tinh và Tiểu Mỹ gọi mấy món, sau đó để nhân viên lui ra bên ngoài. Nhìn thấy người ta đã đi, Tiểu Mỹ mới hạ thấp giọng nói. Tiểu thư, bên Triệu Thị đang cho tuyển thêm nhà thiết kế, tôi có cần chặn lại không ạ? Diễm Tinh cười gian. Chặn thôi, đến một người chặn một người. Biện pháp chặn thì chị cứ tự linh hoạt.
Chỉ cần thành công, biện pháp gì cũng không quan trọng. Tiểu Mỹ hiểu ý Diệm Tinh, gật đầu vâng một tiếng. Nếu Triệu Đức Hải đã tìm nhà thiết kế, chứng tỏ rằng những nhà thiết kế bên đó đều sắp bị đuổi đi rồi. Chị nói với Trình Tuyết để ý họ, nếu bị đuổi nên lôi kéo về bên chúng ta. Triệu Đức Hải này có mỗi chuyện tìm người là khiến em hài lòng. Những nhà thiết kế bên đó đều là những người có tiềm năng, lại trẻ tuổi, năng động, có nhiều sáng tạo, rất hợp ý với em. Bồi dưỡng họ 4-5 năm chắc chắn sẽ thành công. Diễm Tinh vừa lướt điện thoại vừa nói. Dạ. Tiểu Mỹ cười cười nhìn Diễm Tinh. Đôi lúc tiểu thư thật không giống với thiếu nữ 18 tuổi một chút nào, nhưng đôi khi cô lại thấy tiểu thư lại rất giống. Tiểu Mỹ không tự chủ được nhớ đến vị tiểu thư từng gặp tại nhà chính Lâm gia. So sánh một chút, vẫn là tiểu thư nhà mình tốt hơn. Quách Ngọc kia không thể sánh bằng tiểu thư được. Mắt nhìn của thiếu gia quả nhiên tốt. Chờ thêm một chút, món ăn cũng đang lên. Diễm Tinh buổi sáng vì vướng Lưu Hạo, hứng ăn cũng không có, cho nên đến trưa có chút đói bụng. Tiểu Mỹ thấy tiểu thư nhà mình đã đồng đũa, cũng bắt đầu gắp đồ ăn. Hai người câu được câu không trò chuyện, vừa ăn vừa đợi người đến. Quả nhiên, sau khi bữa cơm ăn gần được một nửa, điện thoại của Tiểu Mỹ vang lên. Cô ấn nút nghe, đầu dây bên kia bắt đầu có tiếng nói. Xin chào Mục Đồng. Giọng của Vi Vân từ đầu dây bên kia vang lên. Xin chào Hạ tiểu thư. Lại thêm một giọng người đàn ông khác xen vào. Ở một gian phòng khác, Vi Vân cùng người đại diện của DM đang bàn về chuyện hợp tác sắp tới. DM là tập đoàn buôn bán đá quý lớn nhất cả nước, do một người ngoại quốc đứng đầu, là nhà cung ứng bậc nhất, cho nên giá trị của những viên đá quý ở đây cũng không hề tầm thường. Lần này, DM nhìn trúng tiềm năng của Ellie nên đã chủ động liên hệ muốn hợp tác. Diêm Tinh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Cuộc đối thoại cùng với những thỏa thuận rất nhanh chóng được thông qua. Càng nghe, khóe môi Diễm Tinh càng nâng lên. Tiểu Mỹ ở đối diện nhìn thấy vậy, cười cười nói. Vi Vân càng ngày càng tiến bộ rồi, đều là nhờ tiểu thư chỉ bảo tốt. Chị đừng nói vậy, em đâu chỉ bảo được gì đâu. Chị ấy được như ngày hôm nay, công lớn là của chị và một phần do Vi Vân nỗ lực nữa. Diễm Tinh mỉm cười vui vẻ nói. Cô không hề nói sai một chút nào. Lúc mới đưa Vi Vân về, cô không hề làm gì cả, tất cả đều do một tay Tiểu Mỹ đào tạo nên. Tôi có ngày hôm nay đều là nhờ tiểu thư, cho nên cô ấy được như vậy cũng là nhờ tiểu thư cả. Tiểu thư đừng ngượng ngùng, những lời A Mỹ nói đều là thật lòng đấy ạ. Tiểu Mỹ biết tiểu thư nhà cô là người khiêm tốn, người sẽ không nhận công lao về mình đâu, nên nhẹ giọng nói. Diễm Tinh nghe vậy cười cười, cũng không nói gì thêm. Tiếp tục nghe cuộc trò chuyện trong điện thoại. Cuộc nói chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Sau 1 giờ đồng hồ, cuối cùng hợp đồng cũng được ký kết. Diễm Tinh tương đối hài lòng về buổi ký kết ngày hôm nay. Quả nhiên nói chuyện với người thông minh không hề phí sức. Đợi thêm một chút, Vi Vân cũng xuất hiện trong phòng riêng của các cô. Vừa nhìn thấy Diễm Tinh, Vi Vân cười tươi đi đến nói. Tiểu thư, đã xong rồi ạ. Nói xong, cô lấy từ trong túi một bản hợp đồng ra, đặt trước mặt Diễm Tinh. Em nghe thấy hết rồi, chị đàm phán tốt lắm. Diễm Tinh cười tán thưởng Vi Vân. Cô nhận lấy bản hợp đồng ra, từ từ lật xem. Vi Vân được tiểu thư khen ngợi như vậy, không khỏi có chút xấu hổ, hai tay cũng ửng đỏ, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Mỹ, chờ Diễm Tinh xem xét lại hợp đồng. Thật ra Diễm Tinh xem chỉ để chắc thêm mà thôi, chứ lúc nãy khi thảo luận, cô đã nghe rất rõ về những điều khoản trong bản hợp đồng này. Huống hồ Vi Vân là người cẩn thận sẽ không để ra sai sót. Cô đọc kỹ một lượt thấy không có vấn đề gì, liền đóng lại, mỉm cười nói. Chúng ta cũng nên đi thôi, chiều em còn có chút việc nữa. Tiểu Mỹ cùng Vi Vân nghe vậy đồng thời vâng một tiếng, rồi đứng lên theo Diễm Tinh. Diễm Tinh vì đeo khăn choàng màu trắng to, nên nửa khuôn mặt của cô giấu dưới lớp khăn trắng, chỉ để lộ sống mũi cao cùng đôi mắt đẹp đến nao lòng. Ba cô vốn muốn đi vào phòng vệ sinh để rửa tay, nhưng đi đến một góc khuất, bỗng nghe tiếng khóc và tiếng chửi mắng nhỏ. Tôi nói cô đừng bám theo tôi nữa, cô không nghe thấy sao? Tôi phải nói cô bao nhiêu lần nữa hả? Tôi chán ghét loại người bám dai như cô đấy. Một giọng nói nam tràn đầy chán ghét vang lên. Có lẽ vì tức giận nên âm lượng có hơi không kiềm chế được mà nâng cao. Sau đó là một giọng nữ dịu dàng ủy khuất. Chúng ta đừng ly hôn có được không? Anh muốn làm gì cũng được, muốn thế nào cũng được, nhưng mà chúng ta đừng ly hôn có được không anh? Anh thích cô ta, em đồng ý, cái gì em cũng đồng ý,
Chỉ là anh đừng ly hôn với em. Nếu như chúng ta ly hôn, con sẽ như thế nào chứ? Nó còn nhỏ như vậy mà. Diễm Tinh nghe đến đây, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Sau đó giọng nói đầy mỉa mai của người đàn ông lại vang lên, kèm theo một tiếng chửi thề. Chết tiệt. Tôi nói cô buông ra, cô có nghe không hả? Nói xong bên trong đó là một âm thanh chói tai vang lên, có vẻ như người phụ nữ đó đang bị đánh. Tiểu Mỹ thấy Diễm Tinh dừng lại, nghĩ rằng Diễm Tinh muốn cứu người phụ nữ kia nên nhẹ giọng dò hỏi. Tiểu thư có muốn giúp đỡ người đó không ạ? Diễm Tinh lạnh nhạt lắc đầu nói, không cần. Nói xong cô cũng cất bước rời đi. Tiểu Mỹ không bất ngờ với chuyện này, nhưng Vi Vân thì khác. Cô cứ nghĩ rằng tiểu thư sẽ giúp người phụ nữ đó, nhưng lại không như cô nghĩ. Chưa cần Vi Vân lên tiếng hỏi thì Diễm Tinh đã giải đáp thắc mắc của cô. Người phụ nữ đó không biết yêu quý lấy bản thân của mình. Hà cớ gì em phải giúp chứ? Giọng cô nhẹ nhàng, mềm mại, nhưng lời nói thì lại lạnh nhạt không quan tâm. Nghe cuộc đối thoại đó, không khó để nhận ra người đàn ông đã đi ngoại tình với người phụ nữ khác. Người phụ nữ lại khăng khăng đuổi theo cầu xin chồng mình quay lại, còn có thể chấp nhận cho chồng mình qua lại với người phụ nữ khác. Thật ngu ngốc. Người như vậy không xứng đáng được giúp đỡ. Chính bản thân cô ấy không mạnh mẽ, cứng rắn, chỉ còn yêu cầu ai giúp đỡ được nữa đây? Tiểu Mỹ nói. Vi Vân hơi nhíu mày. Nhưng người phụ nữ đó cũng nói là vì con của bọn họ, cô ấy cũng rất đáng thương. Tiểu Mỹ nghe vậy thì cười. Chỉ là cái cớ mà thôi. Nếu như tôi là người phụ nữ đó, tôi sẽ nhanh chóng ly hôn và mang con đi. Tôi sẽ không quỳ lại van xin như vậy với một người đàn ông không coi trọng mình. Vi Vân, người đàn ông đó sai, nhưng người phụ nữ đó còn sai hơn. Diễm Tinh vẻ mặt vẫn bình thản nói. Cô ấy sai ở chỗ không biết quý trọng bản thân, yêu đến mù quáng. Cô ấy không nghĩ đến nếu như người đàn ông đó thực sự không ly hôn, nhưng vẫn qua lại với người phụ nữ khác, cô ấy thoải mái được sao? Hay nói con của cô ấy có thể cứ như vậy mà lớn lên sao? Cô ấy nên bị đánh như thế để tỉnh ra. Như thế mới chính là chân chính giúp đỡ cô ấy. Chúng ta có thể ngăn cản không cho chồng cô ấy đánh cô ấy lần này, nhưng vẫn còn lần tiếp theo. Lần này có thể không ai biết cô ấy bị đánh đau một chút, nhưng lần tới thì chưa chắc. Chỉ đơn giản là bị đau, chúng ta như vậy là đang hại cô ấy. Còn nếu lần sau bị đánh này mà cô ấy vẫn không tỉnh ngộ, thì con người này có giúp cũng vô dụng. Vậy còn giúp làm cái gì nữa? Trên đời này có rất nhiều người còn đáng thương hơn, cần được giúp đỡ hơn cô gái đáng trách ấy. Viên lúc này mới hiểu ra, chậm rãi gật đầu. Cô đúng là đã suy nghĩ quá nông cạn rồi. Diễm Tinh cùng Vi Vân và Tiểu Mỹ rửa tay xong thì ra bên ngoài nhà hàng. Vi Vân trở về văn phòng, còn Tiểu Mỹ thì theo Diễm Tinh đến nhà Hạo Hiên lấy tài liệu. Nhà của Hạo Hiên là một biệt thự được xây theo phong cách châu Âu. Biệt thự rộng khoảng 200 mét, bên ngoài được sơn màu xám. Đây là biệt thự đầu tiên anh cả cô xây khi anh ấy mới 20 tuổi. Ngày đó anh cả chưa muốn chuyển ra ngoài, cho nên ngôi biệt thự này chỉ có người đến quét dọn lau chùi xong đi. Gần đây anh cả dọn đến cho nên ngôi biệt thự này cũng nhiều hơn người hơn trước. Diễm Tinh để Tiểu Mỹ đợi ở bên ngoài, còn mình thì đi vào bên trong lấy đồ. Quản gia ở biệt thự của Hạo Hiên là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, là người anh mang từ tổ chức sang. Ông ấy nhìn thấy Diễm Tinh đến không bất ngờ gì nhiều, nhanh chóng tiến lên chào hỏi. Tiểu thư, anh cả nhờ cháu đến lấy tập tài liệu hộ anh ấy. Anh ấy đã nói với bác chưa? Diễm Tinh mỉm cười ôn nhu. Thiếu gia đã dặn dò tôi rồi ạ. Còn nhờ tôi truyền lời đến tiểu thư rằng tiểu thư nhất định phải giao tập tài liệu đó đến tận tay của Tần thiếu ạ. Quản gia nghiêm trang nói. Cháu biết rồi, vậy để cháu lên lấy đồ. Diễm Tinh vẻ mặt hơi cổ quái nhưng vẫn ngoan ngoãn đi lên lấy tập tài liệu. Quản gia sau khi nhìn thấy cô lên rồi mới ngẩng đầu. Cô gái này chính là cô gái mà người trong tổ chức đang truyền tai nhau sao? Chủ mẫu tương lai của Đét, còn là em gái của Hạo Hiên thiếu gia. Đợi đến khi Diễm Tinh ra bên ngoài, ông mới thu lại ánh mắt dò xét của mình, cung kính đứng yên nơi đó. Đến khi Diễm Tinh đi rồi mới thầm cảm thán. Em gái của Hạo Hiên thiếu gia cũng không phải cô gái tầm thường đâu. Ánh mắt trong trẻo như nước kia ẩn giấu một tia sắc bén không dễ phát hiện. Cô gái này là một người ẩn nhẫn vô cùng tốt. Ông đã hiểu vì sao lão đại lại chọn trúng cô gái ấy rồi.
Diễm Tinh lấy bản tài liệu xong cũng đi đến Tần Thị. Nhìn tòa nhà cao lớn trước mặt, cô không khỏi hít vào một ngụm khí. Tần Thị quả nhiên là tập đoàn đứng đầu, nhìn vào đã đủ thấy nơi đây uy nghiêm đến mức nào. Jackson sau khi nghe tin Diễm Tinh đến đây, lên xuống sảnh chờ cô. Từ xa, anh thấy một cô gái dáng người mảnh khảnh bước vào, liền nhanh chóng ra tiếp đón. "Triệu tiểu thư đến rồi, mời ngài đi theo tôi." Thái độ của Jackson đối với cô là 10 phần cung kính, khiến cho những nhân viên đang có mặt tại nơi đây nhìn muốn rớt hai con mắt. Trong lòng không khỏi tò mò, cô gái này rốt cuộc là thần thánh đến từ phương nào, có thể thản nhiên nhận lễ từ trợ lý riêng của tổng giám đốc. Diễm Tinh nhìn Jackson, cô cũng không nhiều lời mà gật đầu một cái, đi theo Jackson đến thang máy. Sau khi cửa thang máy đóng lại, ở dưới đại sảnh từng trận bàn luận nhỏ vang lên. Tất cả đều suy đoán xem cô gái vừa rào rốt cuộc là tiểu thư nhà nào. Diễm Tinh mãi đến khi thang máy đóng vào mới thở ra một hơi. Ánh mắt của người nơi đây quá trực tiếp, khiến cô không thoải mái. Thang máy dừng ở tầng thứ 29. Đây là tầng dành riêng cho tổng giám đốc, còn tầng cho chủ tịch nằm ở tầng thứ 30. Lúc này Jackson mới lên tiếng. "Thiếu gia đang có một cuộc họp, chỉ khoảng 10 phút nữa là sẽ xong. Người dặn dò tôi dẫn tiểu thư vào văn phòng ngồi ạ." Diễm Tinh gật đầu cười nhẹ không nói gì, đi theo Jackson vào văn phòng của Tần Phong. Văn phòng này so với văn phòng của anh cả ở Triệu Thị có chút tương đồng, nhưng lại mang lại cảm giác rất khác biệt. Văn phòng có một mặt là bằng kính, có thể nhìn ra toàn cảnh bên ngoài, rèm cửa màu đen tương phản với bầu không khí nơi đây, nhưng lại tạo nên nét riêng biệt. Diễm Tinh ngồi lên sofa, vừa uống nước vừa đợi Tần Phong, lại không biết ở bên ngoài đang có chuyện hay xảy ra. Jackson vốn ra ngoài để lấy chút điểm tâm cho Diễm Tinh, lại nghe thấy có điện thoại từ phòng lễ tân nối lên. "Thư ký Jackson, ở bên dưới có Quách nhị tiểu thư muốn gặp tổng giám đốc ạ." Jackson trợn mắt. "Quách nhị tiểu thư, Quách Ngọc, cô ấy về nước rồi à?" Tầm mắt Jackson không tự chủ được nhìn vào trong phòng, sau đó hít một hơi nói. "Tổng giám đốc đang bận họp, cô nói với Quách tiểu thư hôm khác đến gặp đi." Người dưới quầy lễ tân nghe thấy vậy thì nhẹ giọng đáp, sau đó dập máy. "Thưa tiểu thư, trên phòng tổng giám đốc nói hiện tại giám đốc đang có cuộc họp, hẹn tiểu thư ngày khác đến ạ." Giọng cô gái nhẹ nhàng trôi chảy, dáng vẻ không giống vì người trước mặt là người có địa vị mà kính sợ. Trước quầy lễ tân, một cô gái mặc một chiếc váy màu đen được đính kim tuyến, mái tóc dài uốn xoăn màu nâu vàng, cả người toát lên vẻ cao quý. Gương mặt từ đôi mày đến đôi môi đều hiện lên vẻ quyến rũ, giống như tiểu yêu tinh trong truyền thuyết. Quách Ngọc nghe vậy, dù trong lòng không vui nhưng cũng không biểu hiện ra bên ngoài, chỉ gật đầu cười nói, "Vậy lần khác tôi lại đến." Sau đó cô quay người đi ra bên ngoài, trong tâm lại không có chút gì vui vẻ. Lúc nãy khi cô vừa đến đây, nghe mọi người bàn tán về chuyện Jackson đích thân xuống đại sảnh tiếp đón một cô gái nào đó lên tầng của tổng giám đốc. Jackson sẽ không bao giờ mang phụ nữ lên trên đó, kể cả có là người thân của anh ta. Vậy cô gái đó chỉ có thể đến tìm Tần Phong. Ngày đó khi cô ở bên Mỹ, nghe được tin Tần Phong ôm theo một cô gái lên máy bay riêng của Tần gia, còn để cô ấy đến tòa lâu đài tại Mỹ của hắn. Lúc cô nghe tin, cả người cứng đờ, không dám tin vào điều này. Sao có thể chứ? Tần Phong chỉ cho một mình cô ở bên cạnh, sao lại đi quen với người khác được? Cho nên cô đã nhanh chóng về nước. Về đến nơi, còn chưa kịp làm gì đã vội vã chạy đến Tần Thị, lại nghe được tin này khiến tim cô thắt lại. Cô ở bên cạnh Tần Phong lâu như vậy, một lần cũng chưa được đặt chân đến nơi đó, vậy mà một cô gái nghiễm nhiên được vào khiến cho Quách Ngọc cảm thấy lãnh địa của cô bị xâm phạm. Cô phẫn nộ, lại cũng tò mò không biết người đó là ai. Quách Ngọc quay người, nhìn chằm chằm vào cánh cửa thang máy đang đóng chặt, rồi nhắm mắt xoay người rời đi. Trên tầng 29, sau đúng 10 phút, Tần Phong có mặt trước cửa văn phòng. Jackson thấy hắn trở về, liền tiến lên nói. "Thiếu gia, Quách nhị tiểu thư lúc nãy đến tìm thiếu gia ạ." "Cậu nói thế nào?" Tần Phong nhíu mày. "Tôi nói rằng thiếu gia đang bận họp, bảo cô ấy hôm khác đến." Jackson đứng đó nghiêm chỉnh nói. "Lần sau chỉ cần nói tôi không muốn gặp, không cần hẹn khi khác." Tần Phong gật đầu nói ra một câu, rồi mở cửa phòng đi vào. Jackson đứng đằng sau thở phào một hơi. Cũng may lần này anh đoán đúng tâm của thiếu gia,
nếu không chỉ sợ sẽ chết mất. Tần Phong cũng không để ý đến việc Quách Ngọc đến tìm mình, mở cửa bước vào phòng, thấy trên sofa một cô gái nhỏ đang gật gù ngồi đó, gò má cô hơi ửng hồng, tay vẫn cầm tập tài liệu để trên đầu gối, đầu gật gật, xem ra cô buồn ngủ lắm rồi. Tần Phong nhìn Diễm Tinh, ánh mắt lạnh băng, hiện tại đầy nhu tình. Hắn bước đến cạnh cô, nhẹ giọng gọi. A Tinh. Diễm Tinh vẫn chưa hoàn toàn vào giấc ngủ, nghe tiếng gọi liền mở mắt. Nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ phóng đại trước mắt cô, Diễm Tinh từ từ thanh tỉnh, mềm mại nói. Phong ca ca đến rồi. Ừ, đến rồi. Em buồn ngủ sao? Nhìn cô gái mình yêu đã hơn 10 ngày không gặp, Tần Phong có chút xúc động muốn ôm cô vào lòng, nhưng vẫn cố nhịn xuống, chỉ đưa tay khẽ chạm lên má cô vuốt ve, từ tính nói. Có chút thôi. Diệm Tinh gật đầu, sau đó cầm tập tài liệu lên đưa cho Tần Phong. Cái này là anh cả nhờ em mang đến cho anh. Tần Phong cười nhẹ, nhận tập tài liệu từ trong tay cô để lên bàn, rồi lại nhìn cô nói. Nếu buồn ngủ thì ngủ một lát đi, trong nữa tôi đưa em về. Không cần đâu, tài xế vẫn đang ở bên dưới đợi em về luôn, không làm phiền Phong ca ca làm việc nữa. Diệm Tinh lắc đầu. Cô nói xong muốn đứng dậy nhưng bị Tần Phong giữ lại. Không phiền, tôi bảo họ về rồi. Hắn hơi cúi người, nhìn vào đôi mắt sáng như sao của cô cười nói. Tầm mắt hắn lại không tự chủ trượt xuống cánh môi non mềm hồng phấn kia, yết hầu không tiếng động khẽ trượt xuống một cái. Diệm Tinh trố mắt nhìn hắn, không hiểu hành động này của hắn có nghĩa gì. Trong lòng cô không khỏi dâng lên phòng bị. Nửa tháng nay không luyện tập, tôi muốn xem em có vì thế mà kỹ thuật kém đi không. Hắn ngồi dậy không dám áp sát vào cô nữa, hắn sợ hắn không kiểm soát được mà làm ra chuyện gì đó. Diễm Tinh giống như bừng tỉnh à một tiếng, sau đó cô khẽ thở phào. Hành động này của cô lọt vào mắt Tần Phong lại khiến mắt hắn lạnh đi vài phần. Cô đây là đang đề phòng hắn. Được rồi, nếu như buồn ngủ thì em nằm đó ngủ một lát đi. Không thì vào bên trong phòng đằng kia nằm, trong nữa tôi sẽ gọi em. Tần Phong đứng lên, đi vòng qua bàn làm việc ngồi xuống, lãnh đạm nói. Diễm Tinh nghe vậy thì gật đầu. Ừ, vậy em vào phòng đằng kia. Cô ở đây, trong nữa có nhân viên của Tần Thị vào thì sẽ ngại lắm, vẫn là nên tránh đi một chút thì hơn. Nhưng Tần Phong không biết được suy nghĩ của cô, hắn hơi bất ngờ khi cô chọn đi vào bên trong phòng nghỉ riêng của hắn. Lạnh lẽo trong mắt hắn lúc này bỗng tan biến, giống như chưa từng tồn tại. Hắn gật đầu. Được. Diễm Tinh nghe vậy cũng đứng lên, đi đến chỗ phòng bên kia mở cửa. Chưa mở thì thôi, mở rồi cô lại có cảm xúc muốn bỏ chạy. Không phải vì trong căn phòng có gì đó đáng sợ, mà là căn phòng này ngập tràn mùi vị của đàn ông. Mùi hương cô ngửi được trên người Tần Phong với mùi trong căn phòng này giống hệt nhau. Mặt cô giấu sau chiếc khăn trắng đỏ bừng, vẻ mặt quái lạ, hơi quay đầu nhìn Tần Phong. Lại thấy hắn cũng đang nhìn cô chằm chằm, ý tứ rõ ràng. Còn chuyện gì sao? Diễm Tinh thấy vậy, đè nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng, lập tức đi vào bên trong. Khi cánh cửa đóng lại, Tần Phong mới hé môi, khẽ cười một tiếng. Dáng vẻ vừa rồi của cô rất đáng yêu, giống như con thỏ nhỏ yếu ớt đang muốn cầu xin việc gì đó. Khác hẳn với cô gái thủ đoạn tàn nhẫn trên thương trường. Hắn biết cô lập gia Annie khi cô mới 16 tuổi, và ý định này của cô được nuôi dưỡng từ lúc cô đem nhà thiết kế nhỏ bé không tên tuổi kia đến bên cạnh. Mà có khi ý định này còn xuất hiện sớm hơn nữa. Từng bước đi rất chắc chắn và khôn ngoan. Để đến hiện tại, cô đem đối thủ của mình quật ngã không còn đường chống đỡ. Hắn chú ý đến cô lâu như vậy, sao có thể không biết chuyện của cô cơ chứ? Nhưng hắn cũng thuận theo ý cô, giả vờ như cái gì cũng không biết. Có lẽ cô cũng đã nhận ra điểm khác thường, nhưng cô vẫn muốn như cũ, hắn cũng nguyện ý chiều theo cô. Ở trên thương trường, cô thủ đoạn tàn nhẫn, một sao diệt gọn. Hắn đứng đằng sau, thậm chí còn không biết mình có nên giúp cô thêm hay không. Nghĩ lại vẫn là từ từ đã. Hắn muốn xem cô gái nhỏ của hắn lợi hại đến mức nào. Suy nghĩ một hồi, Tần Phong mới phát hiện ánh mắt của mình từ lúc nào lại nhìn đến cánh cửa đang đóng chặt nơi kia. Trong con ngươi đen sâu thẳm của hắn mơ hồ nhìn thấy một ngọn lửa đang cháy, chất chứa tình cảm và dục vọng mãnh liệt. Tần Phong lắc đầu cười nhẹ, rồi đem tâm trí tận lực thu hồi lại ở những tập tài liệu trên bàn. Không vội, sớm muộn gì cô gái nhỏ này cũng là của hắn, cô chạy không thoát được. Diễm Tinh sau khi vào phòng
tim vẫn đập thình thịch không ngừng, mắt đẹp đảo quanh căn phòng một lượt. Căn phòng màu trắng chủ đạo pha lẫn màu đen. Căn phòng chỉ có một vài vật bài trí đơn giản. Có lẽ vì đây là phòng nghỉ ngơi nên Tần Phong cũng không có tâm trạng bày biện nhiều. Dù nói là đơn giản nhưng căn phòng này cũng rất lớn. Bên trong cũng có bộ bàn ghế nhỏ để ngồi và một cái giường lớn. Vì rèm cửa đang mở cho nên ánh sáng hắt vào bên trong tương đối ấm áp. Bên cạnh là nhà tắm. Diễm Tinh tháo khăn choàng đến ghế sofa màu trắng trong phòng nằm xuống, lấy khăn choàng làm gối đầu, chăn nhỏ ở trên ghế làm chăn. Cô nằm đó bình ổn lại tâm trạng một chút. Cô cũng chưa thiếu suy nghĩ đến nỗi leo lên chiếc giường to đằng kia nằm. Ở đây là tốt nhất rồi. Huống hồ sofa này của Tần Phong rất lớn lại còn mềm, cô nằm rất thoải mái. Sau khi tâm trạng bình ổn, cơn buồn ngủ cũng bắt đầu kéo đến. Diễm Tinh dần dần chìm vào giấc ngủ. Khi cửa phòng mở ra lần nữa đã là 2 tiếng sau. Tần Phong nhìn lên đồng hồ đã là 15 giờ 30 phút. Nhìn cô gái nhỏ bé nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa, lắc đầu. Cô gái này cẩn thận quá mức. Trong mắt Tần Phong lóe lên tia tính toán, có nên đem cái ghế sofa duy nhất trong phòng này ném đi hay không. Tần Phong bước đến gần, ngồi xổm xuống trước mặt cô. Hơn nửa tháng không gặp, hắn nhớ cô muốn phát điên. Nhưng có vẻ cô gái nhỏ không như hắn. Cô vẫn vui vẻ, không giống nhớ hắn một chút nào. Ánh mắt Tần Phong khóa chặt trên gương mặt trắng nõn của cô. Đôi tay ấm nóng chạm nhẹ lên trán cô, rồi dọc theo sườn mặt lướt xuống đôi môi tinh tế. Tần Phong cười, nhẹ giọng gọi, "A Tinh." Thấy người bên dưới không có chút gì bị đánh thức, ý cười trong mắt hắn càng sâu. Hắn cúi xuống, ngậm lấy đôi môi hắn đã ước mơ từ lâu kia. Hắn trằn trọc hôn lấy cô, nhưng không dám quá mạnh mẽ, chỉ có thể hôn ở bên ngoài. Hắn cũng đâu dám tiến vào thăm dò. Hắn cứ như vậy hôn đến khi đè nén được dục vọng mãnh liệt mới buông cô ra. Nhìn đôi môi nhỏ nhắn có chút ửng đỏ, Tần Phong lấy tay chạm nhẹ vào đó, mổ xuống đôi môi cô một cái nữa mới thỏa mãn rồi đi. Hắn vòng tay ôm lấy cả người Diễm Tinh lên đặt ngồi lên đùi, để đầu cô tựa vào lồng ngực hắn. Rồi mới lấy tay lấy khăn choàng ra choàng cho cô, lại lấy chiếc áo khoác lớn của mình đắp lên người cô. Diễm Tinh được bao bọc trong chiếc áo cùng cái khăn rộng lớn che đi ngũ quan tinh xảo cùng đôi chân thon dài. Tần Phong nhìn một hồi thấy cô thực sự không còn chỗ nào lộ ra, lúc này mới bế cô đứng lên đi ra bên ngoài. Jackson đã sớm ở ngoài cửa đứng đợi, thấy thiếu gia nhà mình bế theo Triệu tiểu thư đi ra, anh liền nhanh chóng ấn thang máy đi thẳng xuống tầng hầm. Mắt không tự chủ được liếc nhìn cô gái đang nằm trong lòng của thiếu gia nhà mình. Người cô gái được bao bọc cẩn thận, giống như nằm trong cái kén, bất kể người ngoài có nhìn như thế nào cũng không thấy được cô. Thiếu gia đối với Triệu tiểu thư ham muốn chiếm hữu quá mạnh. Anh thở dài, thật lòng thực sự hy vọng Triệu tiểu thư có tình ý với thiếu gia. Nếu không, với tính tình của thiếu gia nhà anh, rất có thể hắn sẽ giam cô ấy suốt đời bên cạnh mình, không để cô đi đâu hết, mà như vậy sẽ thương tổn đến cô. Tần Phong bế Diễm Tinh vào trong xe, mới đem áo khoác của mình kéo xuống đắp ngang chân cô, còn lại để cô ngồi xuống ghế. Một tay hắn vòng qua lưng cô đỡ lấy, để đầu cô tựa vào ngực mình. Hắn vốn muốn cứ như vậy ôm cô trong lòng, nhưng lại sợ cô giữa đường tỉnh lại, cho nên vẫn nhịn xuống đặt cô ngồi bên cạnh mình. Tần Phong dự liệu rất chuẩn, xe đi được một nửa đường, Diễm Tinh thực sự tỉnh lại. Cô mở đôi mắt trong veo có chút mơ màng vì ngái ngủ. Đợi đến lúc nhận thức được tình hình xung quanh, cô mới ngẩng đầu. Đập vào mắt cô là hình ảnh Tần Phong đang nhắm mắt dựa vào ghế sau. Trong mắt Diễm Tinh lúc này là một loại ý nghĩ nào đó khiến người khác không thể đoán được. Cô hơi cựa quậy, muốn ngồi thẳng dậy thì bị bàn tay sau lưng giữ chặt lấy. Giọng nói trầm thấp vang lên, "Ngồi yên một chút." "Phong ca ca tỉnh." Diễm Tinh nhỏ giọng cũng ngồi yên lại. Tần Phong từ trong cổ họng phát ra một tiếng, cũng không mở mắt, nhưng Diễm Tinh cảm nhận được vòng tay đang ôm cô siết chặt thêm một chút. Diễm Tinh hơi nhíu mày, mắt khẽ đảo sau đó nói, "Phong ca ca, em hơi mỏi." Nghe được cô nói vậy, Tần Phong lúc này mới mở mắt. Đôi mắt ngày thường vốn sắc bén, hiện tại đã thu bớt gai nhọn, thêm một phần ý vị nhìn cô. Thấy cô đáng thương ngước mắt nhìn mình, Tần Phong chút sau mới buông tay ra để cô ngồi thẳng dậy.
Mùi hương ngọt ngào cùng thân hình mềm mại trong lòng lui đi mất, khiến ánh mắt hắn có phần tối lại. Phong ca ca, hiện tại chúng ta đến trùng viên ạ. Không biết Diễm Tinh do vừa ngủ dậy, đầu óc chưa tỉnh táo, hay là cô thực sự không nhìn thấy nét không vui trong mắt Tần Phong mà cô chẳng kiêng nể gì. Ngồi trên xe cười nói vui vẻ, lại còn kéo theo Jackson bên trên ngồi nói chuyện cùng. Jackson không thể làm lơ cô, đành đáp lại một câu. Jackson nhìn sắc mặt càng ngày càng đen của thiếu gia nhà mình, nuốt một ngụm nước bọt, giọng nói mang theo cầu khẩn. Triệu tiểu thư, tôi đang lái xe, như vậy sẽ dễ mất tập trung. Tâm lý của anh thật kém, nói có mấy câu mà đã không tập trung rồi. Ngày trước tôi cùng với anh cả và anh hai tập đua xe, chúng tôi còn phải nghe nhiều tạp âm hơn nhiều. Diễm Tinh bĩu môi, ngả người ra đằng sau. Lúc này dáng vẻ của cô giống hệt một cô nhóc 18 tuổi ham vui, vô lo vô nghĩ. Nói xong cô thấy không còn gì thú vị nữa, liền nghiêng đầu ra bên ngoài quan sát cảnh vật. Jackson nghe cô nói vậy chỉ biết nghẹn trong lòng. Anh tâm lý rất vững đấy, nhưng đối đối tượng đang ngồi đằng sau kia, anh giữ không vững nổi. Sát khí từ người thiếu gia toát ra quá mạnh khiến anh dựng tóc gáy. Anh sợ nếu như anh còn tiếp tục tiếp lời Triệu tiểu thư, thiếu gia chắc chắn sẽ bóp chết anh. Vừa mới rút suy nghĩ, anh đã thấy tay của thiếu gia vươn ra. Nhưng may mắn người thiếu gia bắt không phải là anh, mà là cô gái đang ngồi yên lặng bên cạnh. Diễm Tinh vừa ngồi yên nhìn ra ngoài thì eo cô lại bị bắt lấy. Một lần nữa cô bị Tần Phong ôm vào ngực. Cô ngửa cổ, thấy Tần Phong đang nhìn cô với ánh mắt dò xét. Diễm Tinh ngay lập tức cụp mắt, không đối diện với hắn nữa. Thấy cô trốn tránh ánh mắt của mình, Tần Phong đưa tay nâng cằm cô để cô đối diện với hắn, giọng nói mang phần nhu hòa. Hôm nay có chuyện gì mà em cao hứng vậy? Diễm Tinh chớp mắt, trong lòng không khỏi nghĩ thầm, hắn nhìn thế nào lại thấy cô đang vui vậy? Nhưng cũng không có cách giải thích nào hợp lý. Cô cười nhẹ nói, à, hôm nay em biết được em họ sắp về nước rồi. Còn có, hóa ra giảng viên đang dạy em lại là gia sư riêng của em họ. Trong lòng có chút vui vẻ. Nghĩ đến em họ về nước, Diễm Tinh thực sự lộ ra mấy phần chờ mong cùng vui vẻ, bộ dáng không giống giả bộ. Tần Phong nhìn cô chăm chú, không muốn bỏ lỡ biểu cảm nào trên khuôn mặt cô. Thấy cô cười, hắn cũng nhếch môi cười theo. Ừ, một tiếng, tay cũng buông cô ra. Phong ca ca, ngài David đã nói gì chưa ạ? À? Diễm Tinh cảm thấy không khí có chút ngột ngạt, cô lên tiếng hỏi. Ngày mai sẽ cho em một tin tốt. Tần Phong nhếch môi trả lời cô. Vậy thì thật tốt. Diễm Tinh nghe vậy, ánh mắt tăng thêm ý cười, nụ cười trên môi càng lan rộng. Chiều hôm đó cô ở trường viên tập bắn súng. Mấy ngày này mặc dù cô không đến trường viên, nhưng những lúc rảnh rỗi đều cùng Tiểu Mỹ luyện tập. Cô không dám tập trong nhà, sợ mẹ sẽ biết, cho nên đều đến nơi của Hạo Hiên để luyện tập. Có thể nói Diễm Tinh kiếp này, đối với mấy phương diện muốn lấy mạng người đều rất có thiên phú. Giống như ông trời cũng thương tiếc cho cô, mong cô có thể tự tay trả thù người mà cô căm hận. Vì vậy cô hiện tại đã có thể bắn trúng hồng tâm ở những điểm xa, gần khác nhau. Chỉ có một việc là cô chưa được luyện tập trong bóng tối cùng bia di chuyển mà thôi. Tần Phong nhìn thành tích của cô khẽ tán dương. Tốt lắm. Tất nhiên rồi, em đã luyện tập rất chăm chỉ đó. Diễm Tinh cười tươi nói, tay không ngừng nhả đạn về phía bia bắn. Trong tiềm thức của cô đem cái bia kia trở thành lưu hạo. Mấy ngày nay dồn nén của cô đối với hắn tích lại rất nhiều. Chỉ khi cô luyện bắn súng mới có thể lén đem uất hận đời trước cùng dồn nén đời này chậm rãi đẩy ra. Bình thường luyện tập ở nơi của anh cả đều có người ngoài nhìn cô chằm chằm. Cô không thể mang không kìm nén. Nhưng hôm nay nơi đây chỉ có Tần Phong và Jackson. Diễm Tình cũng không muốn kiêng nể gì nữa. Cô hưng phấn nhả đạn về mấy bia bắn đằng kia. Cả người cô lúc này toát ra vẻ khát máu cùng oán niệm nồng đậm. Tần Phong và Jackson đương nhiên nhận ra sự khác biệt trong tâm trạng của cô. Vẻ mặt Tần Phong không có nhiều thay đổi, nhưng còn Jackson lại bị bộ dáng của cô dọa đến không kịp phản ứng. Một thiếu nữ 18 tuổi làm sao có thể có được oán niệm cùng lãnh ý nồng đậm đến như vậy. Lại nhìn sang Tần Phong, thấy thiếu gia nhà mình vẻ mặt rất bình thản, không có ngạc nhiên hay biểu cảm khác, trong mắt còn ẩn ẩn tia đau lòng. Jackson nhanh chóng cúi gằm mặt,
Thiếu gia đã biết chuyện này rồi sao? Diễm Tinh bắn đến sảng khoái, ở nơi mọi người nhìn không thấy, khóe mắt cô còn ẩn hiện giọt nước. Tần Phong vẫn đứng yên nơi đó nhìn cô, cảm thấy oán niệm cô có vẻ càng ngày càng có dấu hiệu khuếch đại. Hắn nhíu mày, vẻ mặt cũng không còn bình thản nữa. Hắn nhanh như gió đến cạnh cô, một tay chế trụ, tay đang cầm súng của Diễm Tinh, khóa chốt an toàn rồi giật đi khẩu súng. Một tay ôm eo cô, xoay người cô lại. Diễm Tinh bị động tác của hắn làm cho bất ngờ, tia lạnh lẽo chết chóc thêm chút đau khổ trên mặt cô vẫn chưa kịp thu hồi. Tất cả đều bị Tần Phong nhìn được. Hai mắt cô đỏ ửng, môi nhỏ hé mở, hơi thở có chút gấp gáp. Vì vừa rồi do những việc kiếp trước cứ như thước phim tua chậm, lại khiến cô càng cảm thấy tức giận, nhiều hơn đó là hận ý. Tần Phong đặt khẩu súng xuống, vẻ mặt bình tĩnh, đưa tay lên lau khóe mắt cô, đau lòng nói. Sao lại khóc rồi? Không khỏe. Nghe giọng nói ôn hòa của Tần Phong, Diễm Tinh bất giác nhìn hắn. Gương mặt vốn mang theo lạnh lùng cùng bá khí, hiện tại lại rút đi chút ít sự lạnh lẽo, thay vào đó là vẻ dịu dàng. Cảm nhận được ngón tay hắn đang lau khóe mắt mình, Diễm Tinh bỗng cảm thấy yên lòng. Oán hận trong mắt cô từ từ tan ra. Cô cúi đầu, nhẹ giọng trả lời. Không phải khóc, em ngắm bắn lâu, mắt hơi mỏi, cho nên nước mắt mới chảy ra như vậy thôi. Không sao đâu ạ. Tần Phong sao không nhìn ra cô chỉ đang lấy cớ, nhưng hắn không vạch trần cô, gật đầu nói. Luyện tập nhiều, cũng mệt rồi, vào nghỉ ngơi thôi. Nói xong hắn cũng không chờ cô trả lời, mà ôm cô đi thẳng vào trong nhà, để lại Jackson vẫn đứng như tượng nơi đó. Anh bị bộ dáng của Diễm Tinh làm cho có phần bất ngờ. Khoảnh khắc lúc nãy khi cô tập trung bắn súng, anh rõ ràng nhìn thấy nụ cười mang theo khát máu của cô gái, có gương mặt như thiên sứ kia, nụ cười lạnh đến chết người. Diễm Tinh sau khi dùng bữa tối ở trường viên xong mới trở về, vẫn như thường lệ, Tần Phong cũng đích thân đưa cô về. Diễm Tinh cười chào hắn rồi mới quay người đi vào nhà. Khoảnh khắc cánh cửa kia đóng lại thì gương mặt tươi cười của cô biến mất, thay vào đó là khiếp sợ và hoang mang không thể nói thành lời. À Tinh, con sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao? Ngô Gia Ý từ trong phòng bếp đi ra, vừa vặn nhìn về mặt con gái, bà nhanh chóng tiến lên lo lắng hỏi. Diễm Tinh hoàn hồn, nhìn mình cười đáp. Không ạ, à, con chỉ là nhớ đến chuyện của Ellie mà thôi. Ngô Gia Ý nghe Diễm Tinh nói như vậy cũng yên tâm gật đầu. Con đi cả ngày cũng mệt rồi, lên tắm rửa rồi nghỉ ngơi một chút đi. Mẹ đang làm bánh mà A Tinh thích ăn đây, con muốn ăn một chút không? Ngô Gia Ý cười nhìn cô, từ ái nói. Dạ có, bánh mẹ làm là ngon nhất. Diễm Tinh vui vẻ ôm lấy tay mẹ làm nũng. Con chỉ được cái dẻo miệng thôi. Vậy con lên phòng tắm trước đi, khi nào xong đi mẹ gọi. Ngô Gia Ý đẩy nhẹ trán cô bất đắc dĩ nói. Vâng ạ. Diễm Tinh thơm má mẹ một cái rồi mới chạy lên phòng. Tối đó tâm trạng vốn rối bời của cô được bánh của mẹ làm giảm đi phần nào. Ngày hôm sau, đúng như lời Tần Phong nói, mang đến cho cô một tin tốt. Tối hôm đó, chủ đề cuối cùng của Ellie cũng được ra mắt. Nhưng bộ trang phục chủ đề của bộ sưu tập đã có chủ. Bộ trang phục được đem ra đấu giá là bộ đứng thứ hai trong chủ đề này. Mà điều khiến mọi người kinh ngạc không chỉ có như vậy. Ngài David, một đạo diễn kiêm ông trùm ngành cơ khí, đã mở một buổi tiệc lớn đánh dấu chặng đường ông và vợ gắn bó suốt những năm qua. Đây cũng là lần đầu tiên vợ ông xuất hiện ở chốn đông người. Khi bà vừa bước ra, khiến cả hội trường nơi đó im bặt. Họ ngẩn người trước vẻ đẹp của bà, cũng như ngẩn người trước chiếc váy mà bà đang mặc. Đó là chiếc váy tuyệt đẹp, màu vàng tím kết hợp ăn ý. Trên chiếc váy được gắn rất nhiều viên kim cương và đá quý to nhỏ khác nhau. Nhưng điều đặc biệt ở chỗ là bình thường nếu trên chiếc váy có gắn nhiều đá quý và kim cương như vậy, rất dễ sẽ tạo ra cảm giác mất thăng bằng giữa người mặc và bộ trang phục. Nhưng bộ trang phục này được người thiết kế tiết chế rất tốt, vừa tôn lên dáng người và nét đẹp của bà Rishima, lại vừa khiến cho người nhìn không có cảm giác quá xa hoa lộng lẫy. Bộ trang phục và người mặc giống như là hai đối tác ăn ý nhất, vừa bù trừ những khuyết điểm cho nhau, đồng thời lại tôn lên những ưu điểm của đối phương. Ngài David trong bữa tiệc đã kể lại mà quãng thời gian ông nhờ người thiết kế bộ trang phục này và ý nghĩa của nó. Tôi lên ý tưởng cho bộ trang phục này từ lâu rồi, nhưng tôi đi tìm nhà thiết kế thì không có ai có can đảm đáp ứng tôi về bộ trang phục này. Vì vậy tôi đã thấy rất thất vọng.
Từng viên đá quý, từng viên kim cương cho đến màu sắc và họa tiết được gắn trên bộ trang phục đều có ý nghĩa của nó. Nó tượng trưng cho tình yêu của tôi đối với vợ. Tôi muốn nói với vợ rằng, đời này người duy nhất tôi yêu cũng chỉ có một mình cô ấy. 3.399 viên đá quý và 199 viên kim cương để nói lên tình yêu mà tôi dành cho cô ấy là vĩnh cửu. Không ai hay bất cứ cái gì có thể ngăn được. Ngài David quả nhiên là một người thâm tình. Tình yêu của họ thật đẹp. Ở bên dưới có rất nhiều người hô to, kèm theo rất nhiều lời chúc phúc. Cũng nhân dịp này, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến người hoàn thành bản thiết kế mà tôi đã từng có ý nghĩ nó sẽ không thể hoàn thiện được. Người đó không chỉ hoàn thành mà còn khiến cho chiếc váy này càng trở nên đẹp và ý nghĩa hơn. Đó là tiểu thư Doris. Thực sự rất cảm ơn và cũng rất vinh dự khi tiểu thư đã nhận lời thiết kế giúp tôi. Nói xong, ngài David khẽ cúi người thể hiện sự cảm ơn của mình. Ở bên dưới cũng rất hỗn loạn. Họ muốn xem nhà thiết kế đã can đảm nhận bản thiết kế trong tay của ngài David. Dù họ không am hiểu quá nhiều về ngành thời trang, nhưng nhìn chiếc váy cùng với những lời nói của ngài David vừa rồi, họ đều đoán ra được bản thiết kế này rất khó có thể hoàn thành. Không phải vì không có đủ nguồn lực, mà là bản thân chiếc váy này cực kỳ khó để có thể làm ra một tác phẩm có thể đáp ứng mọi yêu cầu của David. Còn những người am hiểu về thời trang, họ biết được làm ra chiếc váy tưởng chừng như đơn giản này lại có bao nhiêu phức tạp. Họ ở ngoài còn nhận ra, chứ đừng nói đến người trực tiếp làm ra nó. Họ nói không sai, Diễm Tinh trong lúc thiết kế và hoàn thiện, cô đã phải thử đi thử lại rất nhiều phương án mới có thể cho ra một bộ trang phục như vậy. Công sức của cô đổ vào bộ trang phục này đúng là đã dốc hết toàn lực ở cả hai đời cộng lại. Tiểu thư Doris, tôi nghe tên cô ấy không giống là một nhà thiết kế nổi tiếng. Cô ấy là nhà thiết kế mới sao? Ở bên dưới có người đặt câu hỏi. Còn bà Rishima khi nghe chồng mình nhắc đến Doris thì bà hơi ngẩn người, nhìn xuống bộ trang phục lộng lẫy mà mình đang mặc cười một tiếng. Hóa ra bộ trang phục này là do cô ấy thiết kế. Cô bé này rất có tiềm năng. Trong chốc lát, ấn tượng của bà Rishima với Diễm Tinh lại tăng thêm một phần. Cũng không hẳn là không có tên tuổi. Mọi người đều biết đến nhãn hiệu thời trang đang nổi tiếng trong giới gần đây mà đúng không? Tiểu thư Doris chính là nhà thiết kế chính và cũng là nhà sáng lập ra Ellie. Và bộ trang phục vợ tôi đang mặc cũng là bộ trang phục chủ đề cuối cùng của Ellie lần này. Sau khi tin tức này nổ ra, không chỉ trong nước mà ở nước ngoài cũng đã đua nhau tìm hiểu về hãng thời trang Ellie. Ellie lúc đầu vốn chỉ nổi tiếng trong nước, hiện tại chỉ cần ai liên quan đến giới thời trang đều biết đến. Và người được chú ý nhất và là vị tiểu thư tên Doris kia. Hóa ra mấy ngày nay Ellie không có động tĩnh gì mới, là do bộ trang phục chủ đề lần này của họ chính là bộ trang phục mà phu nhân ngài David mặc trong ngày kỷ niệm. Sau khi tin tức này truyền ra, thì ngày hôm sau, những bộ trang phục thuộc chủ đề cuối cùng này cũng được Ellie tung ra, và người mẫu trong tấm ảnh đương nhiên là phu nhân của ngài David rồi. Triệu Đức Hải khi nhìn đến tin tức này thì cả người ông ta chấn động, không chỉ vì bộ sưu tập của Ellie, mà hơn thế nữa, người phụ nữ trong tấm ảnh còn là vị kiến trúc sư ông đang nhờ trợ giúp. Vì sao lại có sự trùng hợp đến như thế này chứ? Người đó còn là vợ của David. Triệu Đức Hải nghiến răng khi đọc được tin tức. Dạo gần đây, mọi chuyện đều xảy ra không đúng với dự định ban đầu của ông ta. Thưa Triệu Đồng, ở bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Triệu Đức Hải day day huyệt thái dương chán nản nói. Ông ta nhìn vào đã mất đi phong độ của thường ngày. Hiện tại nhìn ông ta vô cùng mỏi mệt. Thưa Triệu Đồng, nhà thiết kế của chúng ta đi hết rồi ạ. Triệu Đức Hải nhíu mày. Ông ta mấy ngày vừa rồi đã cho đuổi hết mấy người cũ đi, thay vào đó là tuyển người mới. Nhưng kỳ lạ là không một ai đến chỗ của ông ta ứng tuyển. Ông ta cứ nghĩ mình cùng với Ellie đang cạnh tranh khốc liệt, dù có vài phần thua kém, nhưng cũng không đến nỗi không ai đến ứng tuyển chứ. Vì vậy mấy ngày này ông ta phải tìm cách giữ đám người cũ lại, nhưng họ đến một người cũng không ở, tất cả đều bỏ chạy. Tìm tiếp cho tôi. Tôi không tin không ai muốn vào Elena làm việc. À, điều tra thêm Ellie có nhúng tay gì trong vụ này hay không. Còn nữa, tìm hiểu người tên là Doris. Nhanh chóng sắp xếp một chuyến đi New York cho tôi. Tốt nhất là trong ngày mai. Triệu Đức Hải vẫy tay không muốn nói nhiều nữa.
Thư ký hiểu ý cũng cúi người đi ra ngoài. Triệu Đức Hải nhăn mày, chưa bao giờ ông ta thấy mệt mỏi như lúc này, miệng lẩm bẩm một tên, Dorit. Còn Diễm Tinh ở bên này, khuôn mặt cô tràn đầy vui vẻ. Cổ phiếu của Anina đang có dấu hiệu giảm. Tiểu Mỹ đứng cạnh cô hỏi, tiểu thư, tin tức của chúng ta... Tin tức hay như vậy, phải tiết lộ lúc không ai ngờ tới chứ. Chị nói có đúng không? Diễm Tinh mỉm cười, tiểu thư nói đúng ạ. Tiểu Mỹ cười nhìn cô. Tối hôm đó, một tin tức từ nội bộ Ellie truyền ra, cho biết những bộ trang phục do Anina ra mắt đợt vừa rồi đều là do Doris tiểu thư thiết kế, còn kèm theo một đoạn ghi âm giữa cuộc nói chuyện của một người đàn ông và một người phụ nữ. Cô thực sự muốn rời khỏi Anina sao? Giọng nói nam trầm thấp vang lên. Triệu Đồng, tôi không muốn cứ là kẻ vô hình mãi. Tôi là một nhà thiết kế, tôi cũng muốn được tỏa sáng trên chính con đường của mình, chứ không phải là nấp sau tấm màn làm bóng cho người khác. Tôi muốn mọi người biết đến những bộ trang phục dưới tên tôi thiết kế, chứ không phải là dưới tên của Triệu tiểu thư. Giọng nói nữ vô cùng đáng thương vang lên. Đi con đường của cô, tôi thật không hiểu. Lương của cô nhiều hơn người khác gấp mấy lần. Cô chỉ vì muốn đi con đường riêng của mình, lại muốn đạp đổ chén cơm của mình hay sao? Giọng điệu của người đàn ông vô cùng mỉa mai. Vâng, tôi muốn đi. Ngài hãy tìm vị khác đến thiết kế thay Triệu tiểu thư đi. Bộ sưu tập lần này tôi sẽ không tham gia. Cô gái kiên quyết nói. Vậy được, cô đi đi. Anina của tôi đâu phải là nơi mà không ai muốn đến. Đoạn ghi âm kết thúc, nhưng đủ để mọi người hiểu được nội dung của đoạn ghi âm. Vậy ra từ trước đến nay, Triệu tiểu thư đều là nép sau lưng người khác hưởng lợi. Nhưng vẫn có một bộ phận người không tin, nói rằng đối thủ của Anina muốn làm vậy để bôi nhọ Anina. Sau đó không lâu, một tin tức lại truyền ra. Những bản thiết kế của Anina trùng khớp hết với mẫu thiết kế do Annie đăng tải trên trang cá nhân của mình. Mà những mẫu thiết kế này còn là của 2 năm trước, đúng năm mà Annie bắt đầu gia nhập giới thời trang. Ngày đó, Ellie cho ra những bản phác thảo vô cùng đẹp trên trang cá nhân của mình. Lại vì lúc đó họ mới thành lập, cho nên khả năng kinh phí có hạn, nên chưa thể thiết kế được. Trên trang cá nhân thời điểm đó cũng không có nhiều người theo dõi. Sau này, khi họ nổi hơn, thì đã có rất nhiều bài viết được cập nhật trên trang. Dần dần, bản phác thảo kia đi vào quên lãng. Ai ngờ bây giờ, mấy bản phác thảo đó cư nhiên bị đào lại. Quả nhiên giống y đúc với những mẫu thiết kế và Anina vừa tung ra, không khác một chi tiết nào. Mà trên đoạn ghi âm cho thấy được nhà thiết kế chính thực sự của Anina, vì không thể chịu đựng được thêm nữa cho nên rời đi khi đang chuẩn bị cho bộ sưu tập sắp tới. Cho nên vì như vậy, Anina thời gian gấp gáp lại không có thiết kế chính. Triệu tiểu thư liền lấy bản thảo thiết kế của Annie ra để làm lá chắn, nghĩ rằng bài viết đó sớm đã không còn ai nhớ rõ nữa rồi, có đúng không? Vị tiểu thư này cũng quá tâm cơ rồi. Ngay lập tức, tin tức Triệu tiểu thư chi thứ hai của Triệu gia truyền đi nhanh như diều gặp gió. Giá cổ phiếu của Triệu thị cũng vì chuyện này mà ảnh hưởng ít nhiều. Vì tin tức này, Triệu thị phải mở buổi họp cổ đông gấp, và đương nhiên chuyện này không thể qua mắt được Triệu lão gia. Ông ngay lập tức gọi điện cho cha của Diễm Tinh. Sau khi nói chuyện với Triệu Chính xong, ông cũng ngay lập tức gọi cho Diễm Tinh. Khi điện thoại nối máy, một giọng nói mềm mại pha chút tinh nghịch truyền đến. Ông nội à? Nghe giọng cháu gái không có gì khác thường, ông hơi nhíu mày, lại nghĩ rốt cuộc A Tinh còn quá nhỏ, không thể hiểu hết được chuyện trên thương trường. A Tinh à? Ông mềm giọng nói. Vâng, ông nội gọi A Tinh là nhớ A Tinh rồi ạ. Ông nội yên tâm, A Tinh sẽ sớm đến thăm ông nội thôi. Diễm Tinh đầu dây bên kia vẫn giữ nguyên bộ dáng ngọt ngào của mình. Vậy thật tốt, đã lâu rồi A Tinh chưa qua thăm ông nội. Hôm nào qua ông nội sẽ nói đầu bếp là mấy món mà A Tinh thích ăn. Triệu lão gia cười nói. Vâng, vậy thì thật tốt, A Tinh sẽ nhanh chóng xử lý công việc để đến chơi với ông nội ạ. Được. A Tinh, cháu có biết tiểu thư Dorit không? Triệu lão gia rốt cuộc cũng nói vào vấn đề chính. Ông nội, ông muốn gặp mặt Dorit tiểu thư ạ? Là vì chuyện giá cổ phiếu của chúng ta sao ạ? Diễm Tinh vẫn giọng nói mềm mại đó, nhưng đã thêm mấy phần nghiêm túc. Đúng vậy, ông muốn tìm tiểu thư Dorit bàn chút chuyện, Triệu lão gia nói. Ở đầu dây bên kia, Diễm Tinh bỗng nhiên trầm mặc. Khoảng 20 giây sau, giọng nói của cô mới truyền đến.
Ông nội đã biết rồi đúng không ạ? Câu hỏi thẳng thừng của cháu gái làm cho Triệu lão gia hơi sững người, nhưng ông nhanh chóng lấy lại tâm trạng, ông lên tiếng. Ông biết rồi. Ông nội, ai từng biết ông nội lo sợ cháu còn non nớt, ra tay như vậy sẽ ảnh hưởng đến Triệu thị. Nhưng A Tinh mong ông nội tin tưởng cha, hai anh và cả A Tinh. Cháu tuyệt đối sẽ không làm gì ảnh hưởng đến Triệu thị. Ở đầu dây bên kia, giọng nói nghiêm túc truyền đến. Nghe như vậy, người đã sống lâu như Triệu lão gia, sao không hiểu cháu gái của mình còn con bài chưa lật. Ông cũng yên tâm phần nào. Cháu biết chừng mực là tốt rồi. Hôm nào rảnh thì ghé qua thăm ông có biết không? Giọng nói của ông vẫn bình thản, không nhận ra đang vui hay là giận. Dập máy, ông nhìn chằm chằm vào điện thoại, hơi thở dài. Quản gia là người bên cạnh ông bao nhiêu lâu, thấy ông như vậy liền tiến lên khuyên nhủ. Lão gia, thứ cho tôi lắm lời. Diệm Tinh tiểu thư nhà chúng ta thông minh lanh lợi, một khi cô ấy đã nói vậy tức là nắm chắc 10 phần. Lão gia đừng quá lo lắng. Triệu lão gia chậm rãi lắc đầu. Tôi không phải là lo lắng, còn có Triệu Chính, Hiền Nhi và Khải Nhi tọa trấn ở Triệu thị. Tôi tin sẽ không có chuyện gì lớn. Tôi chỉ không ngờ đứa bé A Tinh này lại ác liệt như vậy, còn không thèm nể mặt người nhà một chút nào. Nói xong ông lại xua tay. Cũng thôi đi. Tính tình Đức Hải thế nào sao tôi không biết. Nó tham quyền còn hơn cả mạng sống. Những chuyện mà nó làm với A Tinh khi còn bé, con bé cũng đâu phải chuyện đàng hoàng gì. Coi như nó đang trả nợ cho con bé đi. Dù sao trên thương trường không có tình thân, chỉ nói đến khả năng ai cao hơn và đầu óc của ai tốt hơn. Lần này nó thua, chính là đầu óc nó không bằng A Tinh, không thể trách ai được. Quản gia yên lặng đứng một bên không nói gì. A Tinh là đứa bé có tố chất tốt. Triệu lão gia yên lặng ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, rồi đột nhiên thốt lên một câu. Mà Diễm Tinh bên này sau khi nói chuyện với ông nội, ánh mắt hiện lên ý cười. Cô tin chắc ông nội sẽ không trách mắng cô chuyện của Triệu Đức Hải. Nghĩ xong cô liền quay sang tiếp tục buôn chuyện với An An. Chiều hôm nay cô có tiết trên trường, vừa rồi cô vừa đến nơi thì ông nội liền gọi tới. Hai người ngồi nói chuyện trong chốc lát, giảng viên cũng bước vào. Hôm nay đúng môn của Lưu Hạo. Diễm Tinh lãnh đạm nhìn hắn, che giấu đi chán ghét nơi đè mắt. Vì muốn mục đích thành công, cô không thể không tỏ ra đối với hắn có chút kính trọng. Ngày hôm đó, vốn buổi học diễn ra bình thường, nhưng cuối buổi mọi người muốn mời Lưu Hạo đi tụ tập một bữa. Diễm Tinh cảm thấy đây là một cơ hội tốt nên cũng đồng ý tham gia. Vậy là buổi liên hoan diễn ra vào cuối tuần, còn khoảng 2 ngày nữa, nhìn mọi người trong lớp đều đã ra ngoài, Diễm Tinh mới lò dò đi đến chỗ của Lưu Hạo, vẻ mặt ngượng ngùng nói. Thầy Lưu, mẹ em nói nếu như thầy rảnh đầu tuần sau có thể đến để gặp mặt Tiểu Vũ và làm quen với em ấy ạ. À, Lưu Hạo thấy cô gái hai má phím hồng, tim hắn đập cũng nhanh hơn một chút, dùng giọng điệu nhu hòa nói với Diễm Tinh. Được, em nói với mẹ, hôm đó sau khi tan học tôi sẽ ghé qua. Diễm Tinh mỉm cười nhu thuận, vâng một tiếng rồi định quay người ra ngoài. À đúng rồi, bạn học Triệu. Nhưng cô vừa quay đầu thì Lưu Hạo đã gọi cô lại. Dạ. Diễm Tinh hơi liếc hắn cười nhẹ nói. Tôi cảm thấy em học rất khá, cho nên muốn bàn với em một chuyện. Giọng Lưu Hạo vẫn ôn nhu như vậy, giống như tiếng đàn đánh vào lòng người. Nếu bạn chỉ cần sơ sẩy một chút thì tiếng đàn đó sẽ tiến đến bao vây lấy tâm trí của bạn, để bạn mãi trầm luân bên trong đó. Diễm Tinh bỗng nhớ đến một giọng nói trầm thấp khác. Giọng của người đó vô cùng đẹp, nhưng ngữ điệu lại lạnh đến thấu xương. Nhưng cô thích giọng nói đó hơn, trầm thấp, lại ma mị, mang theo vẻ cuốn hút khó có thể tả được. Diễm Tinh bỗng nhiên giật mình. Cô như vậy mà bất giác lại nghĩ đến Tần Phong, lại nhớ đến việc gì đó. Gương mặt nhỏ nhắn không khỏi hồng thêm một tầng, còn lan đến cả mang tai. Cô gái rất trắng, cho nên mặt chỉ cần hồng nhẹ đã khiến người ta phát hiện ra. Lưu Hào cũng không ngoại lệ, nhưng hắn lại tự cho rằng cô đỏ mặt vì hắn, trong lòng không khỏi có chút tự hào cùng phấn chấn. Cô gái nhỏ này nếu chinh phục được thì đúng là hời cho hắn rồi. Nghĩ đến đây, gương mặt Lưu Hào không khỏi ôn nhu thêm mấy phần.
Sắp tới khoa mình sẽ tổ chức một dự thảo với đề tài xoay quanh ngành học của chúng ta. Nhiệm vụ của sinh viên khi tham gia sẽ chọn đề tài và tài liệu để mang ra buổi dự thảo đó nói. Ban tổ chức sẽ chọn lấy những đề tài xuất sắc nhất, phần thưởng cũng rất tốt. Tôi thấy em khá chắc kiến thức về lĩnh vực này, em có muốn tham gia không? Diễm Tinh hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ cân nhắc, sau đó chậm rãi nói. Dạo này em hơi bận. Nếu một mình em làm thì chắc không thể đảm đương nổi ạ. Em có thể rủ bạn cùng tham gia. Đây là cơ hội tốt cho các em sau này. Nếu được giải thì vui, mà không được giải thì cũng mang lại nhiều kiến thức hơn cho các em. Chỉ có lợi mà không có hại. Em cân nhắc thử xem nhé. Nói xong, Lưu Hạo đem tờ giấy đăng ký tham gia để trước mặt cô. Diễm Tinh rũ mi, nhìn tờ đơn trước mặt mình, mềm mại nói. Vâng ạ. Được rồi, vậy em về đi. Nhớ giúp tôi chuyển lời đến mẹ em nhé. Lưu Hạo cười nói, nụ cười của hắn như nắng xuân ấm áp chiếu vào lòng người. Diễm Tinh đỏ mặt gật đầu, sau đó nhanh chóng đứng dậy nói. Vâng, em sẽ chuyển lời đến mẹ ạ. Em chào thầy. Nói xong cô cũng không quay đầu lại mà đi thẳng một mạch ra ngoài. Ra đến bên ngoài, Diễm Tinh rốt cuộc cũng ngụy trang không nổi nữa. Cô hít thở từng hơi dài, áp chế chán ghét đang mãnh liệt dâng lên trong lòng. Khi nãy cô ngồi gần hắn, mùi nước hoa trên người hắn xộc đến khiến cô cảm thấy muốn nôn đến cực điểm. Mùi hương này kiếp trước cô từng ngửi qua, nhưng kiếp này một chút cô cũng không muốn ngửi nó nữa, thật ghê tởm. Diễm Tinh vừa đi chậm rãi vuốt ngực, nhưng hành động này của cô rơi vào mắt người đằng sau, giống như cô đang ngại ngùng, e thẹn khi rung động. Môi của Lưu Hạo nhích lên một độ cong nhẹ, rồi đi theo hướng ngược lại. Annie hiện tại đang là nhãn hiệu thời trang được săn đón bậc nhất trong nước. Bên Annie cũng đã ấn định thời gian để bán đấu giá hai bộ trang phục chủ đề như đã nói. Lần này Vi Vân sẽ đứng ra thay Diễm Tinh chủ trì buổi đấu giá đó. Dù Vi Vân đã tiếp xúc với nhiều nhân vật có tiếng trong giới thời trang, nhưng nó là hạn chế trong những bữa tiệc và những lần gặp mặt khác. Lần này cô chủ trì cả một buổi đấu giá long trọng như vậy, còn là buổi đấu giá đầu tiên của Ellie, sao có thể không hồi hộp chứ? Mấy ngày nay Trình Tuyết và Vi Hân nhìn Vi Hân chạy đi chạy lại đến chóng mặt. Trình Tuyết lắc đầu ngao ngán. Chị Vân, chị đừng đi nữa, em chóng mặt quá, sắp hết nghĩ được ý tưởng rồi. Vi Vân quay lại trừng mắt với Trình Tuyết, nhưng cô ấy không sợ hãi còn nói tiếp. Nhìn chị bây giờ còn sốt sắng hơn cả lúc em rời Anina. Em có thể yên lặng một chút được không? Chị đang hồi hộp muốn chết mà em còn trêu chị. Vi Vân hừ nhẹ mắng. Chị Vân Vân, em thấy chị Tiểu Tuyết nói đúng đó. Chị bình tĩnh một chút, hãy xem như đây là những buổi xã giao bình thường thôi. Chị càng căng thẳng thì mới càng nguy đấy. Vi Hân từ nãy đến giờ vẫn ngồi im mới lên tiếng khuyên bảo. Vi Vân nghe vậy rốt cuộc cũng bình tĩnh lại một chút. Cô ngồi xuống ghế, nhận cốc nước từ tay Trình Tuyết uống một ngụm. Bên này buổi tối diễn ra đấu giá thì ở New York, Triệu Đức Hải đang đầy ẩn nhẫn nhìn người phụ nữ trước mặt. Phu nhân Rishima, bà thực sự không muốn hợp tác nữa hay sao? Phu nhân Rishima nhìn Triệu Đức Hải cười nhẹ, nhấp một ngụm nước nói. Đúng vậy Triệu Đồng, tôi niệm tình chúng ta quen biết đã lâu nên không muốn làm ông xấu mặt. Cho nên ông cũng đừng làm gì khiến tôi không thích. Tôi có thể biết lý do vì sao phu nhân đột nhiên đổi ý không? Triệu Đức Hải nói, từ giọng nói có thể thấy ông ta đang cố kìm nén tức giận trong lòng. Phu nhân Jishima nhích môi, cười nửa miệng. Thứ nhất là vì tôi gặp được người thích hợp hơn để hợp tác. Thứ hai là việc của ông khiến tôi thật ngứa mắt. Đừng quên rằng tôi cũng là một nhà thiết kế. Và tôi ghét mấy việc ông và con gái của ông đang làm. Nói xong bà đứng dậy, dáng vẻ cao quý nhìn Triệu Đức Hải, trong mắt chứa đầy khinh miệt. Nhưng bà vẫn giữ bộ dáng lịch sự nói. Tôi còn có việc, tôi xin phép đi trước. Từ nay về sau, tôi cũng không mong gặp lại Triều Động một lần nào nữa. Nói xong bà quay người bước đi mà không quay đầu lại. Triệu Đức Hải ngơ người, ông ta không để ý đến câu trước của phu nhân Rishima mà chỉ nghe đến câu. Tôi cũng là nhà thiết kế, ghét nhất mấy việc ông và con gái ông đang làm. Hóa ra vì vấn đề này mà phu nhân Rishima mới trở mặt. Triệu Đức Hải nghiến răng gằn từng chữ nói. Doris, ông ta siết chặt tay thành nắm đấm rồi cũng đứng dậy đi ra ngoài. Thưa Triệu Đồng, ngài có gì phân phó ạ?
Trở về biệt thự của ông ta tại New York, mặt đã đen hơn đáy nồi. Nghe nói hôm nay Ellie mở buổi bán đấu giá trang phục kia vừa rồi. Tôi không muốn nó diễn ra suôn sẻ. Giọng nói ông ta lạnh đến mức khiến người nghe nổi da gà. Lúc quay trở lại văn phòng của Diễm Tinh, sau khi Vi Vân ngồi xuống bình tĩnh lại đôi chút, thì Diễm Tinh cũng đã đến nơi. Cô từ trường học xong liền ngay lập tức qua đây. Hiện tại cũng đã quá trưa rồi. Vi Vân vừa bình ổn tâm trạng, nhìn thấy Diễm Tinh đến, lại đứng lên hồi hộp, trong lòng cũng dâng lên một phần. Diễm Tinh nhìn Vi Vân như vậy không khỏi buồn cười. Cô nói: "Chị đừng hồi hộp quá, hôm nay em cũng sẽ có mặt từ đó." Vi Vân nghe câu này của Diễm Tinh xong, tâm trạng đang căng như dây đàn cũng từ từ thả lỏng. Cô cười nhẹ nhìn Diễm Tinh: "Vâng, tiểu thư." Diễm Tinh cười tươi nhìn Vi Vân, sau đó quay sang Trình Tuyết: "Mấy hôm nay chị không gặp chuyện gì chứ?" "Không ạ, nhờ có tiểu thư bảo vệ, hiện tại Triệu Đức Hải vẫn chưa tìm ra tôi." Trình Tuyết cười nói, trong giọng nói mang theo cung kính và nghiêm túc. Đối với cô, tiểu thư là người đã kéo cô lên khỏi vũng bùn tưởng chừng như sẽ nhấn chìm cả cuộc đời cô. Diễm Tinh gật gù nhưng vẫn nhắc nhở: "Sau chuyện vừa rồi, Triệu Đức Hải chắc hẳn đã biết chuyện chỉ đầu quân cho Ellie. Những ngày gần đây có thể không ra ngoài thì đừng ra. Em sẽ nhờ anh cả tìm mấy người đến Ellie của chúng ta." Trình Tuyết cũng vui vẻ gật đầu với lời dặn của Diễm Tinh. "Chuyện của những nhà thiết kế bên Anina chị giải quyết thế nào rồi?" Diễm Tinh hỏi Trình Tuyết. "Đều đã ổn thỏa rồi ạ. Mọi người đều muốn gia nhập Ellie." Dừng một chút, Trình Tuyết nói thêm: "Tôi nghi ngờ có một người trong số đó là do Anina cử sang chúng ta." Diễm Tinh mỉm cười: "Sắp tới Ellie sẽ mở thêm chi nhánh. Em tính để những nhà thiết kế đó sang chi nhánh thứ hai. Tất cả đều để cho chị giải quyết. Em tin tưởng vào năng lực của chị." Giọng cô mềm mại nhẹ nhàng, đánh thẳng vào lòng người nghe. Trình Tuyết không ngờ Diễm Tinh lại nói như vậy. Tiểu thư nói là để cô giải quyết và tin tưởng năng lực của cô. Vậy có nghĩa là... Trình Tuyết bừng tỉnh nhìn Diễm Tinh, rồi ánh mắt không tự chủ nhìn sang Vi Vân và Vi Hân. Thấy mọi người đều đang cười với cô, cô biết suy đoán của cô đúng rồi. Trình Tuyết vội vàng đứng dậy, cúi đầu với Diễm Tinh: "Tôi nhất định sẽ không khiến tiểu thư thất vọng đâu ạ." Diễm Tinh cười nhẹ: "Em đã hứa với chị thì sẽ giữ đúng lời hứa của mình. Chị là một nhà thiết kế có tiềm năng, cơ hội lần này chị hãy nắm thật chắc đó." "Nhất định ạ." Trình Tuyết vội vàng nói, đôi mắt cô đã đỏ hoe. Cô không ngờ tiểu thư lại giao cơ hội này cho cô. Ý của tiểu thư chính là cô sẽ toàn quyền quản lý chi nhánh thứ hai của Ellie. Tiểu thư tin tưởng cô như vậy, cô sẽ không làm tiểu thư thất vọng. Nói về chuyện chi nhánh thứ hai xong, Diễm Tinh mới từ từ đứng dậy nhìn Vi Hân, cười một tiếng: "Chúng ta giải quyết nốt những người còn lại thôi chị." Vi Hân cũng đứng dậy theo cô cười nhẹ: "Vâng ạ." Nói xong cô đi theo Diễm Tinh. Hai người một trước một sau đi ra ngoài xe. Khi Diễm Tinh ngồi ngay ngắn ở trên xe, cô lôi điện thoại ra ấn vào một dãy số. Ngay lập tức đầu dây bên kia truyền đến một giọng đàn ông ôn nhu đầy dịu dàng: "A Tinh." "Anh cả." Trong giọng Diễm Tinh theo thói quen kéo dài âm cuối khi nói chuyện cùng Hạo Hiên. "Đã ăn trưa chưa?" Hạo Hiên trả lời một tiếng rồi hỏi em gái với giọng nghiêm nghị hơn một chút: "Em ăn rồi nhá." Diễm Tinh đâu ngờ được anh cả sẽ hỏi câu này. Nhìn xuống cái bụng đang xẹp lép, cô nói dối không chớp mắt. Hạo Hiên đầu dây bên kia cười một tiếng mới nói, nghiêm nghị kia cũng tan đi, chỉ còn lại cưng chiều: "Vậy A Tinh gọi anh cả là có chuyện gì?" "Đúng nha, anh cả. Hôm nay Ellie có buổi đấu giá, em sợ chú hai sẽ..." Diễm Tinh hơi ngập ngừng nói. Hạo Hiên sao không hiểu ý của em gái, anh hơi nhíu mày, ngay lập tức nói: "Anh sẽ đưa đến chỗ của em mấy người, hôm nay nhiều người, em nhớ cẩn thận." "Vâng, A Tinh nhớ rồi ạ." Diễm Tinh ngọt ngào nói với anh trai. Hạo Hiên dặn em thêm mấy câu mới dập máy, nhưng lo lắng vẫn không thuyên giảm. Anh nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là tối nay nên đi cùng em gái cho an toàn. Bỗng nhiên trong đầu anh lóe lên một ý, anh lại cầm điện thoại lên ấn vào cái tên quen thuộc. Khi nối máy, Hạo Hiên liền nói: "Phong, hôm trước cậu nói sẽ đến buổi đấu giá của Ellie." "Ừ." Tần Phong nhàn nhạt ừ một tiếng. "Tôi sợ tối ngày hôm nay Triệu Đức Hải sẽ gây khó dễ cho con bé." "Tôi ở đây, không ai làm khó dễ được cô ấy." Câu nói khẳng định của Tần Phong làm Hạo Hiên ngây người.
Người đầu dây bên kia đã dập máy rồi. Hạo Hiên nhìn chằm chằm điện thoại mấy giây rồi cười khổ một tiếng. Cô em gái bé nhỏ của anh sắp bị người ta cướp đi mất rồi. Giao em gái cho Tần Phong. Ừ, Hạo Hiên anh rất yên tâm. Diệm Tinh sau khi nói chuyện với anh cả xong thì xe cũng dừng lại. Mắt Hạnh liếc nhìn tòa nhà cao tầng bên kia, trong con ngươi lạnh đi đôi chút. Vi Hân ở ghế trên khóe môi cũng cong lên. Lần này tiểu thư đích thân đến, coi như bọn họ bị đuổi cũng may mắn đi. Nghĩ xong cô nhìn Diễm Tinh cung kính nói: Tiểu thư, của tiểu thư. Vừa nói cô vừa đưa cho Diễm Tinh một cái khẩu trang cùng với một chiếc kính đen. Diễm Tinh gật đầu nhận lấy chiếc khẩu trang và kính kia đeo lên. Tóc của cô vốn đang được buộc lên, cô lại đưa tay tháo ra, để mái tóc xõa ngang vai, che đi sườn mặt tinh tế. Khi chuẩn bị xong cô mới xuống xe. Hai cô gái một trước một sau tiến vào tòa nhà. Nơi đây chính là xưởng may của Andy, được Vi Hân phụ trách. Khi nhìn thấy Vi Hân đến, những người nơi đây tiến lên chào hỏi. Đối với cô gái đi bên cạnh Vi Hân tò mò không thôi. Nhưng nhìn thái độ của Vi Hân đối với cô gái này, họ biết người này không phải nhân vật tầm thường. Vi Hân nhìn mọi người rồi đạm cười nói: Tiểu thư hôm nay đến thăm chỗ chúng ta. Người chỉ nhìn một chút, mọi người cứ làm việc đi. Nghe được hai chữ tiểu thư, dù một vài người vẫn còn mù mờ, nhưng những người tinh ý đều hiểu được vị này chính là nhà sáng lập Sa Eli. Diệm Tinh gật đầu chào hỏi mọi người một lượt, rồi cô đưa mắt ra hiệu cho Vi Vân. Vi Vân hiểu ý cô, nhìn quản lý nơi này nói: Chuyện tôi dặn dò thế nào rồi? Quản lý nơi đây được Vi Hân tự mình tuyển dụng là một người phụ nữ gần 40 tuổi, trên người là vẻ trầm tĩnh và trí thức, lại thêm một phần trải đời. Người đó tiến đến gần Vi Hân, đúng quy củ trả lời: Dạ, đã ổn thỏa. Hiện tại tất cả bọn họ đều đang ở trong phòng họp bên trong ạ. Vi Hân hơi nhíu mày nhìn cô ấy, đang muốn lên tiếng nhắc nhở thì Diễm Tinh đã nói trước: Chị Vi Hân, đi thôi. Vi Hân nghe thế cũng bước theo Diễm Tinh, nhưng ánh mắt lướt qua người phụ nữ kia với vẻ không hài lòng. Mà người phụ nữ giống như cố tình không để ý ánh mắt của cô, vẫn lạnh nhạt đứng nơi đó. Đi được một đoạn, Vi Hân mới quay sang Diễm Tinh nhẹ giọng nói: Tiểu thư, tính tình cô ấy như vậy nhưng rất được việc ạ. Diễm Tinh mỉm cười nhìn Vi Hân lắc đầu: Em không để ý, chị không cần phải lo lắng đâu. Ở nơi này em đã giao cho chị quản lý, đương nhiên chị là người có địa vị cao nhất ở nơi đây. Chúng ta hiện tại cũng coi như có chút danh tiếng ở giới thượng lưu này, người tâm phúc bên cạnh cũng nên có. Vi Hân thấy Diễm Tinh thực sự không để ý thì thở phào. Cô lo lắng hành động của quản lý lúc nãy khiến Diễm Tinh phật lòng. Đúng là cô quản lý nơi đây, nhưng cũng chỉ là quản lý dưới trướng tiểu thư. Quản lý kia rõ ràng thấy tiểu thư đến, nhưng chỉ chào hỏi xã giao, đến lúc có việc lại lên nói với cô, trực tiếp phớt lờ tiểu thư. Cô sợ tiểu thư nghĩ rằng cô có lòng khác, cho nên mới luống cuống như vậy. Hiện tại tiểu thư không trách móc Vi Hân mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn thầm nhủ phải chấn chỉnh lại người quản lý kia một chút. Thấy bộ dáng Vi Hân thả lỏng, Diệm Tinh nâng môi: Vi Hân, chị cùng Vi Vân là hai người em tin tưởng. Vi Hân theo Diễm Tinh đã lâu sao không hiểu được ý tứ trong lời nói của Diễm Tinh. Tiểu thư nói tin cô, vì vậy cô hành sự cũng phải xứng đáng với niềm tin của tiểu thư dành cho cô. Hai cô một đi đến phòng họp không lớn cũng không nhỏ. Vi Hân nhìn tiểu thư nhà mình một cái, thấy Diễm Tinh khẽ gật đầu thì cô mở cửa bước vào. Bên trong đó đứng khoảng 10 người. Lúc Vi Hân đẩy cửa bước vào, họ còn đang rì rầm bàn tán cái gì đó. Thấy Vi Hân một cái, họ liền nghiêm chỉnh đứng lại, trên mặt là vẻ hoang mang rối loạn. Ở bên ngoài cửa, Tiểu Mỹ đã đứng cạnh Diễm Tinh từ lúc nào. Cô liếc một cái vào bên trong, khinh bỉ cười một tiếng: Phản bội tiểu thư, có chết cũng không hết tội. Vi Hân đi vào liếc mấy người trong phòng, ánh mắt lạnh nhạt. Cô tiến đến nói: Hôm nay cho mọi người đến đây là muốn thông báo cho mọi người một tin. Những người có mặt trong căn phòng này ngày hôm nay, tất cả đều bị đuổi việc. 10 người đứng đó như chết sững không tin vào tai mình. Trong đó có một phụ nữ trung niên lên tiếng đầu tiên, trong giọng nói là bức xúc: Tại sao tự dưng lại đuổi bọn tôi? Bọn tôi có làm gì sai sao? Đừng nghĩ mấy người có quyền thì muốn đuổi ai thì đuổi, phải cho chúng tôi biết lý do chứ. Lý do? Vi Hân nhếch khóe miệng cười khinh nói: Đơn giản thôi, vì mấy người phản bội Ellie. Cô ngừng cười,
gương mặt vô cảm nhìn bọn họ, lạnh nhạt nói. Nghe được Phi Hâm nói như vậy, những người ở đây bỗng nhiên rùng mình, sao lại biết được bọn họ có để lộ ra cái gì đâu. Người phụ nữ kia cất giọng chanh chua. Bằng chứng của cô đâu? Cô có bằng chứng nào chứng minh chúng tôi phản bội lại Ellie không? Cô cũng chỉ là người làm mà thôi, cô không có quyền đuổi chúng tôi. Hay là cô thấy chúng tôi làm được việc, có khả năng sẽ uy hiếp được cô, cho nên cô bày ra cái trò này? Chúng tôi muốn gặp cô chủ, muốn gặp cô chủ. Giọng bà ta the thé, gào rất to, giống như là muốn cho tất cả mọi người ở nơi đây nghe được. Có người phụ nữ đó lên tiếng, những người đằng sau cũng đồng loạt hô lên. Tất cả đều hô muốn gặp cô chủ đòi lại công đạo. Vi Hân nhướng mày nhìn bọn họ, trong mắt không hề nao núng, để yên mặc cho họ muốn hô thế nào thì hô. Cô ngồi xuống ghế, ung dung lôi điện thoại ra ngồi nghịch, bỏ ngoài tai mấy lời nói kia. Mấy người ở đây đang hô đến tưng bừng khí thế, lại nhìn Vi Hân ung dung ngồi đó, một biểu cảm thừa thãi cũng không có, khiến họ bỗng nhiên nhụt chí. Chỉ lát sau tiếng hô nhỏ dần rồi không thấy đâu nữa. Xong rồi à? Lúc này Vi Hân mới ngẩng đầu lên cười cười. Ừ, để theo nguyện vọng của mọi người, tôi dẫn mọi người đi gặp cô chủ. Lúc này Vi Hân mới đứng lên, vuốt vuốt nếp nhăn trên váy nói. Thấy mấy người vẫn đứng đó ngây ngốc, Vi Hân cười nhẹ, nhẹ nhàng nói. Sao, đi thôi. Không phải mọi người đòi gặp cô chủ sao? Tôi đưa mọi người đi gặp. Tất cả mọi người đều đứng yên nhìn người phụ nữ chanh chua lúc nãy, giống như muốn hỏi ý kiến của người phụ nữ đó. Nhưng bà ta còn chưa kịp lên tiếng, ở bên ngoài cửa một giọng nói trong trẻo vang lên. Mọi người không muốn gặp tôi, vậy thì để tôi đến gặp mọi người vậy. Tiếp theo đó, một thiếu nữ mặc váy màu nâu nhạt, tóc xõa ngang vai, mắt đeo kính nhẹ nhàng đi vào. Đằng sau là một cô gái mặc quần áo thoải mái, mái tóc được buộc cao, gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Người ở nơi này sững sờ, đây là cô chủ sao? Nhìn cô chủ có vẻ rất trẻ, không giống với một người có thể sáng lập ra được Ellie với nhiều thành tựu như bây giờ. Tôi vừa nghe nói mọi người muốn gặp tôi đòi công đạo. Tôi đến đây rồi, mọi người nói đi. Diễm Tinh ngồi lên ghế, đôi môi đỏ mọng cười nhẹ, giọng nói dịu dàng truyền vào tai của mọi người nơi đây. Không hiểu sao rõ ràng giọng nói đó rất ngọt ngào, lời nói cũng không có gì như vậy mà lại khiến những người ở đây hít vào một ngụm khí lạnh. Diễm Tinh thấy họ không nói gì, cười nhẹ chỉ vào người phụ nữ chanh chua khi nãy. Bác gái, nói cho tôi nghe xem nào. Lúc nãy tôi thấy bác lớn tiếng nhất. Người phụ nữ bị điểm danh bỗng rùng mình, nhưng nghĩ tới gì đó bà ta lại ngẩng cổ lên nói. Cô có thật là cô chủ bọn tôi không vậy? Nhỡ cô là người của cô ta đem đến rồi muốn lừa gạt chúng tôi thì sao? Chúng tôi chưa bao giờ được gặp cô chủ, nào biết mấy người có răng bẫy gì hay không. Diễm Tinh à một tiếng, nói cũng có lý, đúng là chưa từng gặp mặt bao giờ, không thể phân biệt được. Diễm Tinh gật gù. Thấy thiếu nữ kia trầm mặc, người phụ nữ đó càng lên giọng. Chúng tôi muốn gặp cô chủ thật sự, chứ không phải là mấy người mạo danh. Bà ta hừ hừ nói, ngữ khí thập phần kiên quyết. Dù trước mặt là cô chủ thật thì sao, họ chưa gặp bao giờ, sao có thể biết được. Bà chính là cô Phùng nhỉ? Là người bên Anina đưa sang nhằm theo sát tiến triển của Ellie. Diêm Tinh vẫn nhẹ nhàng nói. Bà nghĩ rằng hành động của bà đều rất bí mật sao? Triệu Đức Hải đưa bà sang đây, nói với bà rằng cứ yên tâm ở bên này, nếu như bị phát hiện thì ông ta sẽ ứng cứu cô đúng không? Chia buồn với mấy người. Ông ta hiện tại không có ý định giúp mấy người đâu. Diễm Tinh hờ hững nói, không để ý đến mặt mấy người đó đã sám ngoét. Cho nên dù tôi có giết chết mấy người, ông ta cũng không thèm chớp mắt một cái đâu. Khéo khi còn cảm ơn tôi vì đã giúp ông ta diệt trừ một đống phiền phức. Anina đã lộ ra chuyện nhà thiết kế chính kia, mấy chuyện này với ông ta đâu có là gì. Hay là để tôi giúp mấy người chứng minh một lần nhé. Nói xong cô ra hiệu cho Tiểu Mỹ. Ngay tức khắc Tiểu Mỹ bước lên, cầm tay người phụ nữ kia bẻ ra đằng sau. Chỉ nghe thấy tiếng rắc rắc vang lên, người phụ nữ đó lập tức ôm tay quỳ xuống dưới đất, mặt đã trắng bệch, còn không cả hét nổi nữa. Vẻ mặt Diễm Tinh vẫn bình thản nhìn sự việc trước mắt, nhưng người này nhận lương của cô, đồng thời cũng muốn nhận lương của Triệu Đức Hải. Cô sao có thể để họ được lợi như vậy chứ? Mấy người còn lại thấy người phụ nữ bị bẻ tay, tuyến phòng bị cuối cùng cũng bị gỡ xuống, mặt mày trắng bịch, chân run lẩy bẩy.
Tiểu thư còn cần phải xác nhận thân phận với mấy người à? Mấy người cũng xứng. Tiểu Mỹ cười lạnh, tay lại tăng thêm chút lực. Với Tiểu Mỹ, chuyện bẻ gãy tay một người là chuyện đơn giản. Tôi xin lỗi, tha cho tôi, đau quá. Người phụ nữ kia nằm rên rỉ dưới đất, cả người đầy mồ hôi lạnh, đau đến nói không thành lời. Bà ta nào còn dáng vẻ chanh chua vừa rồi. Mấy người theo Triệu Đức Hải phản bội lại Ellie. Tưởng rằng tôi không hay biết gì sao? Diễm Tinh cười nhẹ rồi nhìn Tiểu Mỹ. A Mỹ, em muốn giao mấy người này cho anh cả xử trí. Nói xong cô đứng dậy đi ra bên ngoài. Vâng tiểu thư, tôi đi chuẩn bị ngay ạ. Tiểu Mỹ đến gần Diễm Tinh, cung kính gật đầu nói. Mấy người đã đặt cược nhầm chỗ rồi. Vi Hân cười cười nhìn mấy người trong phòng, ánh mắt không khỏi thêm vẻ khinh miệt. Hạo Hiên làm việc quả nhiên hiệu suất làm việc rất cao. Chỉ lát sau, anh đã điều người của mình tới, đem 10 người phản bội kia đi mất. Diễm Tinh không hề muốn giấu giếm chuyện này. Những người đó được đưa đi trước mặt của tất cả nhân viên nơi đây. Cô muốn họ nhớ thật kỹ, phản bội lại Ellie thì sẽ có hậu quả gì. Giải quyết xong mấy người phản bội, Diễm Tinh mới quay về. Trước khi về, cô cùng Vi Hân và Tiểu Mỹ còn ghé một quán ăn để ăn trưa rồi mới về biệt thự chuẩn bị cho buổi đấu giá tối ngày hôm nay. Tối hôm đó, ở tại một sàn đấu giá lớn bậc nhất nơi đây, Ellie cho bán đấu giá hai trang phục mới nhất kỳ này và cộng thêm hai bộ trang sức nữa. Thiệp mời của Ellie đã được đưa đi vào mấy ngày trước. Đúng 6 giờ, sàn đấu giá đã chật kín người, hầu như đều là người trong giới hào môn. Hai bộ trang phục kia quá đẹp, sức hút của nó khiến họ không thể cưỡng lại được. Vi Vân ở bên trong cánh gà nhìn ra, cô mím môi đỏ hít sâu mấy hơi. Mặc trang phục được Vi Hân thiết kế cho đi ra bên ngoài. Đây là bộ trang phục dạ hội đuôi cá màu vàng cam. Cô mỉm cười tự tin, cầm mic nói. Thực sự rất cảm ơn các vị đã đến tham dự buổi đấu giá của Annie ngày hôm nay. Đôi mắt cô khẽ miết qua một bóng người xinh xắn trên tầng 2. Hôm nay, Ellie cho đấu giá hai bộ trang phục đặc sắc nhất trong kỳ thiết kế lần này. Kèm theo đó là hai bộ trang sức đá quý do chính tay tiểu thư Dorin thiết kế. Sản phẩm đầu tiên của chúng tôi chính là bộ trang sức Paris đỏ. Xin mời quý vị ngắm nhìn. Vi Vân cười nhẹ đưa tay ra phía sau. Chỉ chốc lát, một người đẩy chiếc xe chứa bộ trang sức đi lên. Một bộ trang sức màu đỏ đập vào mắt mọi người. Bộ trang sức này gồm dây chuyền và lắc tay. Trên mặt dây chuyền được đính một viên đá Paris đỏ hình tròn. Xung quanh là những viên đá quý nhỏ màu trắng xếp thành hình cỏ bốn lá. Bộ trang sức này mang theo vẻ quý khí, tượng trưng cho quyền lực và quyến rũ. Giá khởi điểm của bộ trang sức này là 20.000 USD. Mỗi lần tăng đều không được ít hơn 5.000 USD. Bắt đầu ra giá. Vi Vân vừa nói xong, ở bên dưới đã có người hô giá. 25.000 USD. 35.000 USD. Cuối cùng bộ trang sức này thuộc về một tiểu thư chi thứ hai của Bùi gia với giá 100.000 USD. Tiếp tục đó là bộ trang sức được đính đá top palm vàng, kèm theo đó là bộ trang phục đứng thứ hai trong bộ sưu tập thuộc chủ đề cuối cùng. Đây là lần đầu tiên họ được chiêm ngưỡng bộ trang phục này từ khi chủ đề của nó được đưa ra. Bộ trang phục lấy tông đạo màu vàng làm chủ đạo, được thiết kế lệch một bên vai. Trên bộ trang phục được gắn những viên đá quý màu vàng lấp lánh, kèm theo đó là những viên đá quý màu đen huyền bí. Họa tiết trên bộ trang phục được những viên đá quý phác họa thành hình con bọ cạp khổng lồ. Nhưng mọi người ở đây lại không thấy nó đáng sợ một chút nào, ngược lại họ còn cảm giác bộ trang phục này mang theo vẻ kỳ bí lạ lùng. Bộ trang sức đi kèm cũng được minh họa thành hình bọ cạp. Diễm Tinh ở bên trên thu hết tình hình của buổi đấu giá này vào trong mắt, khóe môi khẽ nâng lên một nụ cười. Lúc này, Tiểu Mỹ từ một bên tiến lên khẽ nói với Diễm Tinh. Tiểu thư, Tần Thiếu đến ạ. Diễm Tinh tròn mắt, Tần Phong đến đây làm gì? Cô có gửi thiệp mời cho hắn đâu? Nhưng cô không có nhiều cơ hội suy nghĩ. Một bóng dáng cao lớn đã dần dần xuất hiện trước mắt cô. Diễm Tinh không thể làm ngơ được, đành bước lên, lễ phép nói, trong giọng mang vài phần xa cách. Phong ca ca. Ừ. Tần Phong gật đầu nhìn cô gái trước mắt. Phong ca ca đến đây xem đấu giá sao ạ? Có cần em sắp xếp một gian phòng cho anh không? Diễm Tinh đem đôi mắt đen láy trong suốt của mình nâng lên nhìn hắn. Trong mắt không thể hiện bất cứ thứ tình cảm nào. Tần Phong nhìn Diễm Tinh thật sâu, giống như muốn nhìn thấu cô, nhàn nhạt gật đầu nói.
Được. Khi Tần Phong và Diễm Tinh vào bên trong phòng bao, ở bên dưới vẫn đang hô giá. Có lẽ đối với bộ trang phục này của cô, mọi người thập phần hứng thú, giá hô không ngớt. Diễm Tinh đương nhiên cũng vui vẻ. Mấy ngày nay không thấy em đến trường viên luyện tập. Không muốn quà nữa sao? Từ nãy đến giờ, Tần Phong vẫn chỉ chăm chú nhìn vào Diễm Tinh. Hắn bước đến cạnh cô, cất giọng trầm trầm. Diễm Tinh mỉm cười nhìn hắn. Là tại việc chuẩn bị cho buổi đấu giá quá bận, cho nên em cũng không có nhiều thời gian. Nhưng mà lúc rảnh thì em vẫn có thể tranh thủ tập bắn. Cử chỉ cùng với lời nói của cô đều không có vấn đề, ngữ khí kém mấy phần thân thiết. Vậy thì tốt. Tôi còn tưởng rằng em đang trốn tôi. Tần Phong nhếch môi, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn tĩnh lặng, không một ai biết hắn đang nghĩ gì. Diễm Tinh trong lòng căng thẳng, nhưng bên ngoài cô vẫn giữ bộ dáng bình thường, cười nói. Sao có thể chứ? Em còn đang đợi quà của Phong ca ca mà. Sao có thể trốn ca ca chứ? Tần Phong cười một tiếng. Tốt nhất là như những gì em nói. Trong giọng của hắn mang theo nguy hiểm, khiến Diễm Tinh cảm thấy trò mèo của cô không thể qua nổi mắt hắn. Tay Tần Phong miết nhẹ trên má của cô, xúc cảm dưới tay mềm mại lại mát lạnh, khiến Tần Phong có chút dịu đi. Nếu để tôi biết em đang trốn tôi, hậu quả như thế nào, tôi cũng không nắm chắc được đâu. Mi mắt Diễm Tinh run nhẹ. Hẳn biết. Đôi mi dài đen cong vút của cô khẽ chớp. Tần Phong từ trên nhìn xuống, giống như có vô số chiếc lông vũ đang cào vào lòng hắn. Hắn đưa tay ôm Diễm Tinh vào trong ngực, đưa cô đến chiếc ghế dài trong phòng, ngồi xuống để xem đấu giá. Diễm Tinh ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn, mắt đưa ra bên ngoài nhìn sàn đấu giá vẫn đang hăng say ra giá dưới kia. Cuối cùng chiếc váy và bộ trang sức được bán với giá 250.000 USD. Bộ cuối cùng chính là bộ đồ bằng da bó sát thân thể. Đây là bộ đồ khiến mọi người sôi nổi nhất, vừa lạ lại vừa đẹp, sao có thể không thích. Diễm Tinh cũng thích bộ đồ này nhất. Cô có chút không nỡ buông tay. Đôi mắt đen lấp lánh như chứa đựng ngàn vì sao trên trời của cô chăm chú nhìn xuống, xem rốt cuộc bộ trang phục này sẽ thuộc về ai. Ở bên dưới mới hô được một cái giá, thì ở trên tầng 2, giọng nam truyền vào tai tất cả mọi người nơi đây. 100.000 USD. Diễm Tinh giật mình. Bộ đồ bằng da này của cô giá khởi điểm có 50.000 USD mà thôi. Người này hô cao vậy. Nhưng khi nhìn đến người hô giá, Diễm Tinh đứng người. Cô quay sang nhìn Tần Phong, thấy hắn cũng đang nhìn mình. Diễm Tinh không chống chọi được với ánh mắt của hắn. Cô cụp mi nhẹ giọng nói. Phong ca ca, nếu như anh thích, em có thể may một cái khác cho anh. Không cần đấu giá, rất tốn tiền. Người bên ngoài hô giá là Jackson. Anh theo lệnh của thiếu gia, bộ trang phục này phải lấy cho bằng được. Mà Jackson cũng là một nhân vật có tiếng trong giới. Anh là người thân cận nhất với Tần thiếu của Tần gia. Hiện giờ thấy anh hô giá muốn bộ đồ kia, hô một lần liền tăng thêm mấy chục USD. Họ đều hiểu được Tần thiếu muốn bộ đồ này. Mà ở trong phòng bao, Tần Phong nâng mặt Diễm Tinh lên, cười nói với cô. Sợ tôi tốn tiền. Tay ôm bên eo cô từ nãy đến giờ vẫn chưa buông ra của hắn, siết chặt thêm đôi chút, giống như muốn khảm cô vào trong người mình. Diễm Tinh gật đầu, cô nào dám để hắn đấu giá trong buổi đấu giá của cô chứ. Nhưng hắn mua bộ đồ đó cho ai nhỉ? Quách Ngọc sao? Trong đầu Diễm Tinh hiện lên một cái tên, nhưng ngay tức khắc đáy lòng cô dâng lên khó hiểu. Nếu hắn thực sự quan tâm Quách Ngọc như vậy, thế ngày đó không tốn. Tần Phong cười, miết nhẹ khóe môi cô nói, nhìn thấy ngón tay cái của mình có một dấu son nhàn nhạt, ý cười trong mắt Tần Phong lại càng rõ nét. Chỉ trong chốc lát, bộ trang phục bằng da đã có chủ. Trong chốc lát, bộ trang phục được đưa đến trên phòng cho Tần Phong. Vi Hân nhìn người đàn ông đang tự nhiên ôm lấy tiểu thư nhà mình, ánh mắt lướt qua ngạc nhiên, nhưng cô vẫn bình tĩnh cầm khay đựng trang phục đến, cúi đầu nói, Tần thiếu, đây là bộ trang phục mà ngài vừa đấu giá ạ. Tần Phong gật đầu không nói câu gì. Jackson đứng bên cạnh đã nhanh chóng nhận lấy cái khay từ tay Vi Hân đến. Vi Hân biết mình đã không còn việc gì, liền cung kính cúi đầu đi ra bên ngoài. Người của em huấn luyện quả nhiên có chút phong thái hơn người khác. Tần Phong lạnh nhạt lên tiếng. Diễm Tinh cười nhẹ.
Phong ca ca quá khen rồi. Bộ đồ này tôi đấu giá cho em lấy về đi. Cho em? Vì sao? Diễm Tinh kinh ngạc nhìn hắn, cảm thấy nếu như nó mặc trên người của người khác đều không ra gì, chỉ có em mới thích hợp. Tần Phong nhích mày nói, ngữ điệu thản nhiên. Diễm Tinh trợn mắt, nhưng rốt cuộc cũng không thể làm gì hơn. Cô mang theo bộ đồ trở về. Đúng là cô cũng có chút xót xa khi mang nó đi đấu giá. Bộ đồ này là bộ đồ cô ưng ý nhất. Trong lòng Diễm Tinh bất giác dâng lên chút vui vẻ. Đưa Diễm Tinh đến nhà xong, Tần Phong mới trở về trường viên. Nhìn ngón tay dính son môi của cô, Tần Phong nâng môi, xoa nhẹ đầu ngón tay với nhau. Tâm trạng của hắn lúc này có vẻ khá tốt. Thiếu gia, Tần Lâm có hành động mới rồi ạ. Jackson hơi liếc qua gương chiếu hậu, nhìn vẻ mặt của Tần Phong lên tiếng. Ồ, hắn làm gì? Tần Phong cười nhẹ, đem ngón tay dính son của Diễm Tinh đặt lên khóe môi mình, con người lóe sáng. Tần Lâm đang muốn đi đường tắt, giúp dự án này thành công hơn ạ. Hắn định chia nửa lợi nhuận với bên Ngu gia, muốn Ngu gia giúp đỡ hắn một tay ạ. Jackson ngồi bên trên cười nửa miệng nói, Tần Lâm này đúng là một kẻ ngu ngốc. Cứ để cho mặc hắn, đợi đến khi thời cơ tốt rồi hãy ra tay. Tần Phong lười biếng nói, hiển nhiên từ lời nói của hắn cho thấy hắn đối với Tần Lâm không hề xem trọng một chút nào. Người khiến Tần Phong hắn vắt óc suy nghĩ chỉ có cô gái đang ở triệu gia kia. Buổi đấu giá diễn ra vô cùng suôn sẻ, nhưng thông tin về buổi đấu giá đó cũng nhanh chóng được công khai ra bên ngoài. Ai ai cũng bất ngờ trước việc Tần Thiếu đấu giá bộ trang phục cuối cùng, nhưng điều này không quá mức khó tin. Trong mắt họ, Tần Thiếu cùng Quách Nhị tiểu thư của Quách gia đã là một đôi. Có lẽ lần này Tần Thiếu muốn đấu giá bộ trang sức kia về cho người đẹp mà thôi. Diễm Tinh được mấy ngày thư thái tự do, đương nhiên vô cùng vui vẻ. Cuối tuần, cô có một buổi liên hoan cùng với lớp, hay nói đúng hơn là một buổi liên hoan dành cho Lưu Hạo. Diễm Tinh đương nhiên phải đi, không những thế còn phải kéo theo Triệu Lâm Lam đi cùng. Mục đích của cô chính là để Triệu Lâm Lam thích Lưu Hạo. Mà để kéo Triệu Lâm Lam đi lại vô cùng đơn giản. Cô ta bên ngoài trông như thông minh lanh lợi, nhưng thực chất lại là người rất dễ bị dụ. Khích một chút là cô ta đã có thể tự chui đầu vào bẫy. Huống hồ cô ta từ bé đã thích cướp đồ của cô. Giờ chỉ cần truyền đến tai cô ta rằng cô có ý với Lưu Hạo, đương nhiên Triệu Lâm Lam sẽ tìm mọi cách để đến gặp mặt người cô để ý rồi. Không ngoài dự đoán của Diễm Tinh, sau khi cô đến được một lúc, Triệu Lâm Lam cùng bạn cô ta cũng tới. Đây là lần hiếm hoi Triệu Lâm Lam chịu đứng chung một chỗ với Diễm Tinh khi ở bên ngoài. Cơ bản là vì cô ta vốn cũng là một cô gái rất đẹp, nhưng khi đứng bên cạnh Diễm Tinh, sức chú ý của mọi người sẽ không ở trên người cô ta mà là trên người Diễm Tinh, cho nên cô ta ít khi đi chung với Diễm Tinh khi đi ra ngoài. Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy xẻ ngực màu xanh sẫm để lộ ra đường cong mỹ miều cùng vòng một đầy đặn. Khác hẳn với Diễm Tinh, hôm nay cô chỉ mặc một chiếc váy màu cam đất chiết eo, khoe khéo vòng eo nhỏ nhắn. Trên eo đeo một chiếc đai bằng ngọc trai, nhìn cô vừa quyến rũ lại vừa ngây thơ, khó ai có thể rời mắt khỏi cô được. Triệu Lâm Lam đi đến bên cạnh Diễm Tinh, giả bộ như tình cờ gặp, nét cười giả tạo hiện trên gương mặt của chị ta. A Tinh, em cũng ở đây sao? Khoảnh khắc hai người đứng chung một chỗ, vẫn không thể tránh được mọi người âm thầm so sánh. Gì thì gì, Diễm Tinh vẫn cao hơn một bậc, phong cách thân thiện lại vẫn cao quý của cô, áp đảo Triệu Lâm Lam hoàn toàn, dù cô ta có cố gắng ăn mặc hay trang điểm như thế nào đi nữa. Diễm Tinh mỉm cười nhẹ nhàng, phối hợp với chị ta, trên mặt cô lộ vẻ bất ngờ. À, chị Lam Lam, chị cũng đến đây sao? Hôm nay lớp em có buổi liên hoan ở đây. À, liên hoan sao? Nghe vui thế, chị có thể tham gia được hay không? Triệu Lâm Lam cười vui vẻ nói. Ừ, cái đó. Diễm Tinh quay sang mấy bạn học trong lớp mình như hỏi ý kiến. Đương nhiên được rồi, càng đông thì càng vui mà. Những người khác trong lớp tươi cười nói, họ đều biết mối quan hệ của hai chị em nhà họ này tương đối tốt. Không nói đến những cái khác, quan hệ ngoài mặt của Diễm Tinh và Triệu Lâm Lam duy trì khá tốt. Chị họ, được nha, chị ở đây cùng với bọn em cho vui. Đôi mắt Diễm Tinh lấp lánh nhìn Triệu Lâm Lam, giống như cô rất mong Triệu Lâm Lam ở lại đây chơi cùng cô. Vậy thì tốt quá, làm phiền các bạn rồi. Triệu Lâm Lam cũng không ngượng ngùng,
lập tức kéo ghế bên cạnh Diễm Tinh ngồi xuống, sẵn tiện còn kéo theo bạn cô ta ngồi cùng luôn. Đây là một vị tiểu thư trong gia tộc nhỏ, không nhiều tiếng tăm, nhan sắc cũng bình thường, không có gì nổi trội. Triệu Lâm Lam chọn cô ta làm bạn thân, e là muốn mượn cô ta làm nền cho bản thân mà thôi. Diễm Tinh ngồi bồi Triệu Lâm Lam một lát, đến lúc cô cảm thấy bản thân sắp giả bộ hết nổi thì may mắn Diệu An cũng đến. Diễm Tinh nhìn cô như vị cứu tinh, hai mắt sáng long lanh gọi An An. Diệu An mới đến đã bắt gặp ánh mắt của Diễm Tinh, đôi mắt miết nhẹ đến phía Triệu Lâm Lam, hiểu được đôi phần tình hình hiện tại. Cô mỉm cười đến cạnh Diễm Tinh. A Tinh, cậu đến sớm thật nha. Cô đến nói chuyện với Diễm Tinh coi như Triệu Lâm Lam ngồi bên kia không tồn tại. Mà Triệu Lâm Lam thấy Diệu An đến, trong lòng cũng thở ra một hơi. Cô ta quay đầu nói chuyện với bạn của mình. Cô ta thực sự không muốn nói nhiều cùng với Diễm Tinh một tí nào. Lát sau, Lưu Hạo cũng đến. Hôm nay hắn ta mặc một bộ quần áo thường ngày, khác hẳn với áo sơ mi và quần âu như khi đi dạy. Trên người hắn hiện tại rũ bỏ đi vẻ nghiêm túc khi đứng lớp, lại thêm mấy phần thân thiết. Ngay lúc Triệu Lâm Lam nhìn thấy hắn, hai mắt cô ta đã sáng lên, người này rất hợp ý cô ta. Diễm Tinh đương nhiên cũng nhận ra điều đó, ánh mắt cô hiện lên ý cười. Ngay lúc chạm mặt với Lưu Hạo, cô e thẹn cúi đầu xuống, làm bộ như không thấy. A Tinh, sao vậy? Diệu An làm bạn với Diễm Tinh bao lâu, sao không nhìn ra Diễm Tinh có điểm khác biệt? Cô đến cạnh Diễm Tinh, nhẹ giọng hỏi. Diễm Tinh vội vàng lắc đầu. À, không có gì đâu. Lưu Hạo đến, bữa tiệc liên hoan cũng chính thức được bắt đầu. Ngay từ khi bước vào, Lưu Hạo đã nhìn thấy Diễm Tinh. Cô mặc một chiếc váy màu cam đất tôn lên nước da trắng ngần, bên ngoài khoác thêm chiếc áo nhỏ màu xám, trên eo là một chuỗi hạt lấp lánh, ẩn hiện vòng eo nhỏ tinh tế. Gương mặt chỉ được trang điểm một lớp rất nhẹ nhưng lại khiến hắn rung động. Diễm Tinh nhìn thấy mọi người ngồi xuống, cô cũng kéo Diệu An ngồi vào vị trí ngay gần Lưu Hạo. Bữa ăn diễn ra trong vui vẻ, đương nhiên không thể thiếu rượu để trợ hứng rồi. Diễm Tinh cũng phải uống mấy chén do mấy bạn cùng lớp mời. Lưu Hạo thấy từ lúc hắn mới vào, Diễm Tinh có nhìn hắn một lần, sau đó cô cũng không còn liếc hắn lần nào nữa. Hầu như cô đều tập trung nói chuyện với bạn mình, trong lòng hắn có chút không vui. A Tinh, cậu có ý với thầy Lưu à? Diệu An dựa gần vào Diễm Tinh thì thầm. Cô để ý được Diễm Tinh thỉnh thoảng sẽ liếc qua chỗ của thầy Lưu ngồi đằng kia. Rồi khi nãy còn kéo cô đến vị trí này nữa, cô không thể không để ý điểm này. Diễm Tinh bị câu hỏi của bạn làm cho suýt nữa thì sặc nước. Cô nói nhỏ với Diệu An. Không đâu, tôi có chút việc mà thôi. Cô có ý với Lưu Hạo? Đùa sao? Cô muốn tránh xa hắn còn không được. Nếu không phải vì muốn Triệu Lâm Lam gặp hắn, hôm nay cô còn lâu mới đến đây hành xác. Còn Triệu Lâm Lam nãy giờ luôn chú ý hành động của Lưu Hạo. Cô ta thấy hắn chốc chốc lại nhìn đến vị trí của Diễm Tinh. Dù rất nhanh hắn đưa mắt đi nơi khác, nhưng cô ta vẫn nhận ra được. Lưu Hạo chú ý tới Diễm Tinh. Triệu Lâm Lam cắn răng. Vì sao tất cả những gì tốt đẹp đều xoay quanh Triệu Diễm Tinh? Cô ta không cam lòng. Đến lúc buổi liên hoan kết thúc, má Diễm Tinh đã có chút ửng đỏ. Cô đứng bên ngoài đợi Diệu An trở lại, mắt cô nhìn lên trời không biết đang nghĩ đến điều gì, đôi mắt tĩnh lặng lạ thường. Ở bên trong, Triệu Lâm Lam hơi say loạng choạng đi ra bên ngoài, không cẩn thận đụng phải một bóng người cao lớn đang từ phòng vệ sinh đi ra. À, thật xin lỗi thầy Lưu. Triệu Lâm Lam ngẩng đầu nhìn thấy người mình vừa va phải, đôi mắt ướt nhẹp mông lung hiện lên tia bối rối. Cô ta muốn đứng thẳng dậy nhưng không biết vì sao lại không đứng vững nổi, một lần nữa ngã vào lồng ngực người đàn ông. Lưu Hạo từ trên nhìn xuống, ánh mắt hắn không chút gợn sóng. Hắn đưa tay đem người Triệu Lâm Lam đẩy ra, cười ôn hòa nói. Không sao. Bạn học này, có cần tôi gọi xe đưa về không? Triệu Lâm Lam bị hắn đẩy ra loạng choạng một chút mới đứng vững trở lại. Cô khẽ lắc đầu, mềm yếu nói. Không cần đâu ạ, em tự về được. Cảm ơn thầy ạ. Nói xong, cô ta lảo đảo muốn đi ra ngoài, nhưng đi đứng không vững, cuối cùng bị đập vào chiếc ghế gần đó, cả người ngã xuống, đáng thương vô cùng. Bạn học này, em say rồi, vẫn nên để tôi gọi xe hộ em. Lưu Hạo ngồi xổm xuống cạnh Triệu Lâm Lam, đỡ cô ta lên ghế ngồi, rồi từ trong túi áo lấy ra một chiếc điện thoại. Không lâu sau đã đặt cho Triệu Lâm Lam một chiếc xe. Đặt xe xong, hắn ta ôn hòa nói.
Tôi gọi xe cho em rồi, xe sắp tới. Em nhớ để ý nhá. Tôi còn có chút việc, tôi đi trước đây. Nói xong hắn cũng đi ra ngoài, để lại Triệu Lam Lam ở bên trong. Triệu Lam Lam thu lại vẻ mặt mơ màng khi nãy, thay vào đó là tức giận tột độ. Tay cô ta nắm chặt lại, gương mặt xinh xắn vặn vẹo rồi hừ một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng ai ngờ khi đi ra bên ngoài, cô ta lại thấy cảnh tượng Lưu Hạo đang đứng bên cạnh Diễm Tinh, ngỏ ý muốn đưa Diễm Tinh về nhà. Bạn học Triệu, giờ này đã muộn, đường cũng vắng. Em thân là con gái, đi đường một mình rất nguy hiểm. Dù sao tôi ở trong trường là thầy của em, ra ngoài là thầy của em trai em, có chút quen biết, đỡ hơn nhiều với người ngoài. Để tôi đưa em về. Lưu Hạo lúc đi ra nhìn thấy một thân hình nhỏ bé đứng ngoài đó. Đầu cô hơi ngẩng cao, đôi mắt trong sáng to tròn nhìn lên bầu trời ngẩn người. Gió thổi qua khiến tóc và váy cô đung đưa. Nhìn cô lúc này giống như một vị tiên sứ bị đánh cắp mất đôi cánh, đang muốn tìm đường về nơi mình thuộc về. Lòng Lưu Hạo bỗng sinh ra cảm xúc lạ thường. Chưa kịp nghĩ gì đã bất giác đi đến bên cạnh cô, muốn đưa cô về. Diễm Tinh vốn muốn từ chối, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng Triệu Lâm Lam thấp thoáng đằng xa kia, cô cười nhẹ, vẻ mặt mang theo sự ngây ngô của thiếu nữ. Vậy làm phiền thầy Lưu rồi ạ. Em ở đây chờ tôi một chút, tôi đi lấy xe rồi đưa em về. Lưu Hạo thấy cô đồng ý, không khỏi sinh ra cảm giác vui mừng. Hắn nói rồi đi nhanh tới bãi đậu xe. Diễm Tinh lúc này liền lấy điện thoại ra, gọi điện cho Diệu An. Cô cố tình để giọng mình nói to hơn một chút, lại thêm một tí thẹn thùng. An An à, cậu không cần qua đón tớ nữa đâu nhá, tớ có xe rồi. Diệu An đầu dây bên kia không khỏi nhíu mày. Hôm nay A Tinh không được bình thường cho lắm nhỉ. Cậu không phải là say đến hồ đồ rồi chứ? Hôm nay A Tinh uống không ít, không phải say rồi đó chứ? Không đâu, cậu biết tớ mà, tớ không say. Anh hai thấy tớ lâu chưa về, nên mới cho người đến đón tớ. Diễm Tinh cười nhẹ nói. Triệu Lâm Lam bên này còn thấy mắt cô chớp nhẹ, giống như hơi chột dạ vì nói dối. Cô ta cắn răng, định đi đến bên cạnh Diễm Tinh, nhưng còn chưa kịp bước chân thì một chiếc xe ô tô từ xa đi tới. Lưu Hạo lấy xe đến rồi. Giờ mà cô ta đi ra, không phải nói rằng khi nãy cô ta giả vờ say hay sao? Vậy là Triệu Lâm Lam đành nhịn lại cục tức, xoay chân bỏ đi. Cô ta nhớ chuyện hôm nay, mai mốt phải mang về kể cho ông nội nghe mới được. Diễm Tinh mỉm cười khi thấy bóng dáng đằng kia đã đi đâu mất. Cô nói với Diệu An, giọng nói không hề mang vẻ thẹn thùng hay có chút men say như khi nãy. An An, có gì về tớ sẽ kể cho cậu nghe sau nha. Diệu An thấy bạn mình thay đổi thái độ còn nhanh hơn trong chóng, bất giác cười nhẹ. Cô hiểu rồi, A Tinh đang tính kế một người nào đó. Nếu đã như vậy, Diệu An cô sẵn lòng giúp đỡ. Cô cười một tiếng nói với Diễm Tinh, sau đó hai cô gái ngắt kết nối. Mà Lưu Hạo cũng vừa lúc dừng xe lại, hắn quay người xuống xe, vừa mở cửa ghế phụ vừa nói với cô. Lên xe đi, tôi đưa em về. Diễm Tinh gật đầu. Vâng, cảm ơn thầy Lưu ạ. Nói xong cô cũng lên xe. Suốt đoạn đường, hai người không nói câu nào cả. Lưu Hạo thì nghĩ Diễm Tinh say rồi, nên cũng không tiện nói chuyện nhiều với cô. Còn Diễm Tinh, trong đầu cô lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ, cô muốn xuống xe. Ở trên xe này mùi hương nước hoa của Lưu Hạo cứ lởn vởn quanh mũi của cô, khiến cho Triệu Tinh vô cùng khó chịu, trong người dâng lên một trận buồn nôn. Mãi đến khi về nhà mình, Diễm Tinh mới khẽ thở ra một hơi, mau chóng mở cửa xuống xe. Mà Lưu Hạo thấy cô mặt mày tái mét, lại nghĩ cô say xe, vội vàng đi đến đỡ lấy cô, ôn nhu nói. Em có sao không? Bị say xe à? Có lẽ hôm nay uống hơi nhiều, nên có chút say ạ. Cảm ơn thầy Lưu đã đưa em về ạ. Diễm Tinh lách người thoát khỏi tay của Lưu Hạo, giống như trốn rắn rết. Cô ghét hắn chạm vào người cô. Vậy em vào nghỉ ngơi sớm đi, tôi về đây. Lưu Hạo thấy cô đã không sao rồi, hắn cũng chẳng tiện ở lại đây lâu, bèn cười nhẹ rồi lên xe đi mất. Trong lúc nhất thời, hắn liếc qua tay mình, có chút mất mát, người cô thật mềm mại. Diễm Tinh thấy hắn đã đi thì nhẹ thở ra một hơi, chán ghét nơi đáy mắt như tên lửa phóng ra. Nhưng chưa đến một giây lại thu vào thay bằng khiếp sợ. Vào lúc quay người, cô nhìn thấy ở gần đó có một chiếc xe ô tô, mà với cô chiếc xe này vô cùng quen thuộc. Đây là xe của Tần Phong. Chỉ trong chốc lát, cửa xe ở ghế lái mở ra, người đó nhanh chóng bước đến chỗ của Diễm Tinh, cung kính nói.
Triệu tiểu thư, thiếu gia đang đợi cô ở bên trong ạ. Thiếu gia bảo người có chút chuyện muốn nói với Triệu tiểu thư. Vẻ mặt người lái xe hiện tại có thể nói là sợ hãi. Khi nãy ông chủ ở trong xe, sắc mặt đó diễm tình trước mắt, cố gắng trấn tĩnh đi về phía xe của Thần Phong. Cô biết cô không thể từ chối được. Người lái xe thấy vậy liền đến cửa xe đằng sau, nhẹ nhàng mở cửa ra cho Diễm Tinh. Còn anh ta, sau khi cửa được đóng lại thì anh ta cũng đứng bên ngoài xe chứ không đi vào. Diễm Tinh vừa vào bên trong đã cảm nhận thấy luồng áp lực vô hình đánh úp vào người mình. Còn chưa kịp mở miệng, tay cô bị một sức mạnh kéo đi. Khi định thần lại, cả người cô đã ngồi lên chân hắn. Đôi tay mạnh mẽ như thép khóa chặt lấy người cô, không cho cô cử động. Một tiếng nói mang theo nồng đậm tức giận cùng lạnh lùng vang lên: "Uống rượu." Trong chốc lát, lãnh khí trong xe càng ngày càng nồng đậm.